chương 79, thắng cái tịch mịch. Thật sự là đáng tiếc a, à, để nữ phượng lắc đầu liên tục, liền kém như vậy một điểm. Ta sớm đoán được như thế. Vương Huyền Linh hừ lạnh một tiếng, tự như sớm chắc chắc Khương Nguyệt Bạch hội chiến thắng. Một bên tư không lão nhân lường hắn nhất nhãn, cười mà không nói. Vừa rồi nhưng hắn là tận mắt nhìn đến Vương Huyền Linh mặc dù là ngồi nghiêm chỉnh, mặt vô biểu tình, bờ môi cũng tại rung nhẹ nhẹ ngón tay tại phía dưới vùng trộm mà nắm chặt ống tay áo, trong miệng tự hồ một mực tại nói thầm Khương Nguyệt Bạch tất thắng. Khẩn trương trình độ đoán chừng muốn so đế nữ phượng cường rất nhiều lần. Dù sao nếu là hắn thực đem chiêu phong thủ tọa thua cho đế nữ phượng, đây chính là lệnh thuộc sơn tổ tông hổ thẹn đại sự. Nói câu không dễ nghe, vạn nhất văn uyên thượng nhân thực ra chút gì đó ngoài ý muốn, cái kia đế nữ phượng chẳng phải là đột nhiên liền đương lên thuộc sơn trưởng giáo cái kia tràn diện ai dám tưởng. Ngươi sớm đoán được cái gì? Đồ đệ của ta lại bất lực cái kia cũng là đánh bại đồ đệ ngươi tiến trận chung kết, ngươi như thế nào còn dám gọi. Đế nữ phượng lập tức sạc thanh. Ngươi! Vương huyền linh nhất thời tức giận. Tại lên đài cho thủ tịch đệ tử phát xong nhân quyền lệnh sau đó, văn quyên thượng nhân cũng phi thân trở lại xem lễ đài, chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, bên kia thính phòng bên trong đột nhiên đứng lên một người tới, bay thấp lôi đại trung ương, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nhìn thấy người này một thân ăn mặc kiểu văn sĩ, rộng rãi mặt không trần, khí độ trầm ổn, mặt mỉm cười rơi vào trên đài, cao giọng nói, văn quyên thượng nhân xin dừng bước, tại hạ có một chuyện muốn hỏi. Ư! Ừ. Một đám thuộc sơn đội ngũ nhau nhau đứng dậy, nhìn hướng cái này đột nhiên giết đi ra người. Văn Nguyên Thượng Nhân nhẹ nhàng nâng tay, Ý bảo mọi người an tâm một chút chớ vội, xa xa hỏi, các hạ là vị nào? Muốn hỏi chuyện gì? Tại hạ lục thành cừu, là một phương vô danh tiểu tốt. Cái này văn sĩ cao giọng đáp, ta muốn hỏi, mọi người đều biết thuộc sơn thủ tịch đệ tử chấp nhân quyền lệnh, chưa phong thủ tọa chấp địa quyền lệnh, trưởng giáo chấp thiên quyền lệnh. Văn nguyên thượng nhân nếu như chấp trưởng thuộc sơn phái nhiều năm, vậy ngươi trong tay chắc hẳn nhất định có thiên quyền lệnh A nghe nói lời ấy, mọi người nhao nhao khó hiểu, thuộc sơn trưởng giáo cầm thiên quyền lệnh này không phải đúng với đạo lý sự tình ư. Cái này có cái gì tốt hỏi? Nhưng là đang đỉnh trưởng lão. Tư luật trưởng lão bao quát tư không lão nhân, cái này mấy cái bối phận dạ nhất thuộc sơn trưởng bối, lại đều là sắc mặt hơi hơi biến đổi. Văn Nguyên Thượng Nhân trầm tĩnh hỏi lại, vị này lục tiên sinh vì sao quan tâm ta thuộc sơn lệnh bài. Ha ha, ngươi cũng không cần suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Lục Thành Cừu lộ ra một tia cười lạnh, ngẩng đầu lên, hôm nay đương tu tiên giới tất cả bằng hữu mặt, ta liền tưởng hỏi ngươi một câu, nếu như không có thiên quyền lệnh, ngươi là dựa vào cái gì đương thuộc sơn trưởng giáo? Ờ, toàn trạng xôn sao? Văn Nguyên Thượng Nhân chấp trưởng thuộc sơn nhiều năm. Quy vọng cũng coi như phục chúng, tại lòng lộng nhân gian đều là có chính mình nhất hào hôm nay thấy hắn một cái vô danh tiểu tốt dám như thế chất vấn, mọi người khó tránh khỏi cảm thấy hắn rất dũng. Đây chính là đệ bác cảnh cường giả A. Tại thần thánh không ra niên đại, đệ bác cảnh cũng đã chấm dứt, chớ nhìn hắn hiện tại nhìn đi lên hòa ái dễ gần, lật trưởng chi gian có thể tồi diệt Sơn Hải. Ngươi làm sao dám? Có thể đối mặt với lục thành cừu chất vấn, văn quyên thượng nhân cũng không có tức giận, mà là dừng một chút, lên tiếng nói, ta thuộc sơn thiên quyền lệnh trong nhiều năm phía trước xác thực thất lạc đến nay còn chưa tìm về bất quá dù cho không có thiên quyền lệnh ta cũng ngồi thuộc sơn trưởng giáo chi vị nhiều năm này trong đó nếu có không ổn cũng nên do thuộc sơn đệ tử đưa ra liền không lao lục tiên sinh hao tâm tổn trí a à. mọi người nghe nhào nhào cảm thấy hợp lý cái này dù sao cũng là thuộc sơn nội bộ sự vụ văn nguyên thượng nhân chịu giải thích nhiều như vậy đã là tốt tính khí huống chi hắn nếu như vừa mới nhậm chức, khả năng còn có thể lo lắng cái này, hắn bây giờ đã trưởng giáo nhiều năm, đã sớm không cần dựa một khối lệnh bài để chứng minh chính mình thân phận. Hừ! Ta không phải thuộc sơn người sao? Lục Thành Cừu lắc đầu, ta gia tộc tại thuộc sơn nhiều thế hệ truyền thừa vượt qua ngàn năm, các ngươi thuộc sơn phía trên có ai dám nói ta người lục gia không phải thuộc sơn người? Lục gia! Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhào nhào bắt đầu châu đầu ghé tai mà nghe ngóng. Đế nữ phượng cũng lấy cùi chỏ đổi đổi tư không lão nhân, có chuyện này ư? Ai? Tư không lão nhân giận dữ nói, thời gian trước, lục gia xác thực là thuộc sơn đệ nhất đại gia tộc, tổ tông đã từng xuất hiện hai nhầm trưởng giáo, còn suýt nữa ra đệ tam nhầm. Nguyên lai là lục gia thế hệ con cháu. Vậy ngươi tự có thể lưu tại thuộc sơn, có cái gì sự tình có thể qua tới nói chuyện? Văn Nguyên Thượng Nhân như cũ ấm giọng nói. Cho nên thừa nhận ta là thuộc sơn người là ư. Lục Thành Cừu lại lần nữa cười lạnh, ngươi xem này là cái gì? Dứt lời, hắn giơ lên cao cao một khối bạch ngọc lệnh bài, chân khí thúc dục chiếu lấp lánh, mang theo dày đặc tan thương khí tức. Mơ hồ có thể nhìn phía trên một cái thiên chữ, hình dáng kiểu dáng cùng vừa rồi cho Khương Nguyệt Bạch cái kia khối thập phần tương tự. Thiên quyền lệnh. Liên tưởng đến hắn vừa rồi lời nói, mọi người thoáng một phát nhận ra này là vật gì. Lục Thành Cừu từng chữ một nói, ta là thuộc sơn người, ta tại thuộc sơn phía trên, tay ta chấp thiên quyền lệnh, ai có tư cách ra lệnh cho ta. Nơi đây chính là tử thanh sông kiếm ẩn cư chỗ, các ngươi dọc theo này tòa sơn động đi thẳng đến phần cuối, nên liền có thể nhìn đến chúng. Truyền kiếm trưởng lão đứng ở kiếm hạp phong một tòa sơn động bên ngoài, cho bọn hắn chỉ dẫn nói, đến lúc đó song kiếm hội làm ra chính mình lựa chọn, bị tuyển trúng liền thành vì kiếm chủ, không có bị tuyển trúng cũng không cần thương tâm, việc này dù sao đều xem cơ duyên. Là Bốn gã đệ tử nhau nhau ứng thanh Phía trước hang đá rộng rãi, bọn hắn liền cùng nhau đi vào. Trong động xác thực có rất cường liệt kiếm khí lưu lại, nghĩ đến là tử thanh song kiếm thường tại nơi này xuyên toa. Nếu như không có trưởng bối nhóm cho phép, Bình thường đệ tử là tuyệt đối không dám tiến vào trong đó, nếu không rất có thể bị chật lóe lên tử thanh song kiếm gọt gãy chi thể. Một đường đi về phía trước tiến vào đến lòng núi Chi Giang, bỗng nhiên sáng sủa, chỉ thấy trong lòng núi đài cao phía trên bầy biện hai tôn giường ngọc, mỗi một tôn đều mang theo quẩn dưỡng kiếm khí trận văn, nhìn tới chính là thuộc sơn vì song kiếm chuẩn bị kiếm sang. Chẳng qua là lúc này tử thanh song kiếm cũng không tại phía trên, động quật bên trong rỗng tuyết. Không tại lăng ngạo lên tiếng. Song kiếm tính thích tự do, khả năng là ra ngoài chơi đùa. Khương Nguyệt Bạch nói: Sở Lương nhíu nhíu mày, không biết vì cái gì, mơ hồ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Ý niệm trong đầu vừa qua khỏi, chợt nghe sau óc tiếng gió, một đạo tử sắc điện quang bay nhanh mà đến. Theo sát kia phía sau là một đạo thanh sắc trường long, hai đạo kiếm quang toàn bộ đều hướng Sở Lương mặt bay tới cái kia cổ cường liệt lăng lệ ác liệt kiếm khí nhượng sở lương da đầu sắp vỡ. Toàn bộ thân thể lập tức hướng phía sau bay ngược, có thể cái kia kiếm quan thế tới quá nhanh, trong nháy mắt cũng đã vượt qua sở lương. Đương hắn hướng phía sau lui lúc, đang đụng vào một cái lạnh như băng kiếm thân phía trên. Mà trước người một thanh thanh kiếm cũng tùy theo mà đến, tử thanh hai đạo hào quang bắt đầu vòng quanh hắn xoay quanh. Động cuộc bên trong vang lên linh hoạt kỳ ảo thanh âm chỉ bất quá là ba thuộc khẩu âm. Ta tuyển trúng hắn rồi, ngươi lại đi chọn một cái tắt. Này là người nam tử hùng hậu tiếng nói. Ta cũng tuyển trúng hắn rồi, ngươi như thế nào không mặc khác chọn một cái? Này là nữ tử thanh thúy tiếng nói. Tục truyền tử dĩnh kiếm vì hùng kiếm, thanh tác kiếm vì thư kiếm. Cái kia giọng nam nên chính là tử dĩnh kiếm linh, giọng nữ là thanh tác kiếm linh. Ta phải tuyển cái nam qua đi cũng không phải không có nữ oa cho ngươi tuyển hùng kiếm lại nói cái nào nói thư kiếm liền cần phải muốn chọn nữ oa chỉ cho ngươi tìm những nữ nhân khác không cho phép ta tìm nam nhân khác rồi ta cũng không phải không có đi tìm thư kiếm thanh âm tựa hồ mang theo khí ngươi chớ muốn lại cùng ta hờn dỗi tắt này là đại sự hùng kiếm lại nói lão tử mặc kệ ta liền tuyển hắn thư kiếm tức giận hai đạo kiếm quan vòng quanh sở lương chuyển vòng vòng. Ai cũng không chịu ly khai, ngươi một lời ta một câu cãi lộn. Chúng này một bộ lộng đến sở lương cũng là có chút mê hoặc, dưới mắt này là tình huống như thế nào? Này là đụng lên tình lữ cãi nhau. Muốn không liền nói đồng sự tốt nhất không nên đàm yêu đương đâu, cái này nhiều ảnh hưởng chính sự A. À. Còn lại ba người cũng là hai mặt nhìn nhau, tử thanh sông kiếm này là tại tranh đoạt nhượng sở lương trở thành chính mình kiếm chủ mà chính mình ba người tại bên này không người hỏi thăm thật đúng là quái xấu hổ khương nguyệt bạch ở bên cạnh nháy mắt mấy cái tất cả mọi người đều cho rằng nàng là thủ tịch lại là nữ tử khẳng định sẽ có một thanh kiếm nhưng nhìn hiện tại tình huống này chính mình này là thắng cái tịch mịch lão tử đều cùng ngươi nói qua rất nhiều lần rồi ta cùng bạch trạch thật sự là đi đàm chính sự tắc lại nói nàng liền tính là cái nữ cũng là thần thú ta là kiếm chúng ta làng cái có khả năng tắt. Hùng kiếm lại bất đắc dĩ nói. Cái gì chính sự nhất định phải sau lưng ta đàm? Ngươi ngược lại là nói tắt. Thư kiếm không thuận theo không buông tha. Sở lương trong lòng tự nhủ một tiếng hỏng, thuộc sơn trên dưới còn ngóng trong sông kiếm hợp bích đâu, cái này giải thích không rõ ràng nói không chừng sông kiếm ly hôn trước hết tới. Hùng kiếm giận dữ nói, tốt rồi tốt rồi, thực bắt ngươi không có biện pháp, ngươi nghe ta cho ngươi giải thích đi thư kiếm nói ta không nghe ta không nghe ngươi đi cho những nữ nhân khác giải thích tắt hùng kiếm sở lương từ tử dương lăng ngạo khương nguyệt bạch ở một bên nhịn không được lên tiếng nói ngươi muốn chú ý thái độ của ngươi này không phải nàng bức ngươi giải thích mà là ngươi nên chủ động đối chính mình hành vi cho một cách nói thư kiếm đúng đi chương 80, lục gia loạn, đào ngột hiện. Tại trấn yêu tháp mất đi cái kia niên đại, thuộc sơn phái trưởng giáo danh vì lục ngu. Lúc ấy trấn sơn thần khí bỗng nhiên mất đi, thuộc sơn trên dưới sợ hãi một phiến, loạn trong giặc ngoài ùng ùng kéo đến, có thể nói là thuộc sơn tại yêu thần sau đó gặp phải lớn nhất nguy cơ. Là lục ngu thượng nhân xuất lĩnh lấy thuộc sơn đệ tử đỉnh qua một cái lại một cái nan quan, hơn nữa bảo lưu lớn nhất sinh lực tại theo đỉnh núi ngã xuống đấy cốc hắc ám nhất thời khắc, nếu là không có hắn cắn răng chèo chống, chắc hẳn thuộc sơn rất có thể tự như mặt khác gặp phải tai nạn sơn môn một dạng chưa gượng dậy nổi. Từ này rời khỏi lịch sử sân khấu. Cũng chính là vì thuộc sơn hao phí quá nhiều tâm lực, lục ngu thượng nhân tại tu hành phía trên tinh lực bị khiên chiếm rất nhiều, thọ nguyên sớm nên đón phần cuối, cơ hồ là thuộc sơn các thời kỳ trưởng trong giáo tuổi thọ ngắn nhất một vị. Tại hắn thọ nguyên sắp hết thời điểm, gặp phải chính là một cái khó khăn lựa chọn. Thục Sơn tình trạng như cũ không thể lạc quan, nghịch cảnh bên trong cần một cái cường hữu lực lãnh tụ. Có thể lúc ấy ưu tú nhất hậu tuyển nhân là lục ngu thượng nhân thân nhi tử, về sau bị xưng vì tiểu lục trưởng giáo vô kỳ thượng nhân. Lục vô kỳ Lục vô kỳ thổi nhỏ thiên tư tuyệt đại, cái thế chi tài, có thể nói trò giỏi hơn thầy thắng vu lam, tại thục sơn phía trên có cực cường hiệu triệu lực, nguyên bản chính là trưởng giáo tốt nhất nhân tuyển. Nhưng Thục Sơn chưa bao giờ có phụ chết tử kế trưởng giáo, này không phải một nhà chi tiên môn, làm sao có thể có thừa kế chi truyền thống. Nếu là đem trưởng giáo chi vị truyền thừa cho chính mình thân nhi tử, lục ngu thượng nhân rất có thể muốn lưng đeo rất nhiều bêu danh, cũng sẽ sáng tạo một cái không tốt bắt đầu. Nếu là Thái Bình Niên Đại, dù là chính mình nhi tử lại ưu tú, hắn cũng nhất định sẽ khác tuyển khác hậu tuyển nhân thế nhưng lúc ấy thuộc sơn cửu thiên chi vị như cũ tràn đầy nguy cơ lại có vô số tài nguyên làm cho người ngấp nghé nhất định phải một vị lớn nhất thực lực trí dũng song toàn lãnh tụ mới có thể ngăn cơn sóng giữ ngã xuống lục ngu thượng nhân cuối cùng đem quyền lựa chọn giao cho tứ đại trấn sơn trưởng lão sau đó chậm rãi nhắm mắt cuối cùng là không có tự tay đem thiên quyền lệnh truyền cho chính mình nhi tử tại hắn vẫn lạc sau đó tứ đại trấn sơn trưởng lão không chút do dự phụng vô kỳ thượng nhân vì thuộc sơn tân chủ. Vô kỳ thượng nhân kế vị về sau. Thục sơn quét qua lúc trước suy mệt xu hướng suy tàn, xa thân gần đánh, uy danh trọng dương với tứ hải. Hắn vừa nhậm chức liền xác định mạch suy nghĩ là, thục sơn tại không có thần khí tình huống phía dưới, không cần cùng còn lại cửu thiên tiên môn tranh đấu. Chỉ cần có thể áp qua tất cả thập địa tiên môn, vậy có thể ngồi vững vàng bây giờ vị trí. Cho dù là cửu thiên chót nhất cũng hơn xa thập địa. Cái này chiến lược mạch suy nghĩ một mực bị Thục Sơn phái tiếp tục sử dụng đến nay. Cũng là ở hắn chấp chưởng trong lúc Thục Sơn triệt để xác lập bây giờ trong tông môn bồi dưỡng hệ thống, đưa cho môn hạ đệ tử thật lớn tự chủ tính. Thục Sơn hiện tại giáo dục mạch suy nghĩ tại chú trọng đệ tử bồi dưỡng lão phái tiên môn bên trong kỳ thật là rất hiếm thấy, ngược lại là có điểm giống ma môn cái loại này dưỡng cổ đương nhiên cũng là có thật lớn bất đồng. Như là thiên cương môn, vụ ẩn tiên sơn các loại lão phái tiên môn, đều là như từ xưa đến nay như vậy, một vị sư tôn mang rải rác mấy vị đệ tử, chỉ tuyển thiên phú thật tốt người nhập môn. Đệ tử phát triển quá trình bên trong tài nguyên, rèn luyện, nhiệm vụ các loại sự tình đều do sư tôn an bài tốt, một tay bồi dưỡng ra mấy vị thiên tài tức có thể. Nhưng thuộc sơn tại vô kỳ thượng nhân cải cách phía dưới, xây dựng một cái tài nguyên cùng nhiệm vụ tự do lưu thông hệ thống pháp khí đan dược thần thông tất cả sự vụ đều có thể tự do đạt được nhưng là muốn bằng bản sự đi đổi tại cái này hệ thống phía dưới bồi dưỡng cái nào đệ tử cũng không phải sư tôn định đoạt tuy nhiên xem lên tới như là tán dưỡng ai cũng không có bị nhiều ít chiếu cố nhưng chỉ cần có thiên phú có năng lực đều có thể ngôi đầu lên tài nguyên không phải do sư môn trưởng bối tay đi phân phối mà là tự do hướng có năng lực đệ tử trên người tập trung. Nếu không phải tại này bộ hệ thống phía dưới, Sở Lương cũng sẽ không như thế như cá gặp nước. Tại Vô Kỳ thượng nhân kiếp sống màn cuối, Thục Sơn phát sinh một kiện đại sự. Lúc ấy đối trưởng giáo chi vị có cạnh tranh hai người, một cái là Văn Nguyên thượng nhân, một cái thì là Vô Kỳ thượng nhân thân nhi tử, Lục Thương. Lúc này Thục Sơn đã tại Vô Kỳ thượng nhân chấp trưởng phía dưới khôi phục an ổn không có lại gặp phải nhiều như vậy phân tranh. Mà lục thương đối với Văn Uyên mà nói, cũng không có như vậy xông ra, hai người có thể nói là cờ trống tương đối. Xét thấy vô kỳ thượng nhân công tích. Nếu là hắn muốn đem trưởng giáo chi vị truyền cho nhi tử, cũng không có người hội chỉ trích. Dù cho trong nội tâm yên lặng cảm thấy không ổn, nên cũng không ai sẽ rõ mặt phản đối. Nhưng dạng này đến một lần, thuộc sơn trưởng giáo liền thật sự trở thành thừa kế chế. Cho nên có tương đối một bộ phận trưởng lão là ủng hộ Văn Nguyên. Có thể Lục Thương giả tâm bừng bừng, mượn phụ thân cờ hiệu cũng tại trắng trận thu nạp chính mình người ủng hộ, xác thực có khác một nhóm người xem tại Vô Kỳ thượng nhân phân thượng ủng hộ hắn. Văn Nguyên cùng Lục Thương tranh đấu gay gắt, tại lúc ấy cũng duy trì liên tục hơn 10 năm thời gian. Tại này trong lúc, Vô Kỳ thượng nhân một mực bảo trì trầm mặc, không có người có thể phỏng đoán ra hắn tâm tư. Thẳng đến về sau, Vô kỳ thượng nhân thọ nguyên cũng tới đến phần cuối. Truyền thuyết bên trong mỗi một vị thứ chín cảnh cường giả tại thọ nguyên sắp hết thời điểm đều sẽ đi tiến thần khư, không biết là cái gì số mệnh triệu hoán hoặc là trong đó cất dấu nào đó có thể nghịch thiên cải mệnh cơ duyên. Thế cho nên một ít đệ bát cảnh cường giả tại trước khi chết cũng sẽ đi vào bính một chút vận khí. Vô kỳ thượng nhân cũng quyết định như thế, hắn không chỉ chính mình tiến vào thần khư, còn mang lên văn nguyên cùng lục thương. Lúc ấy thuộc Sơn trên dưới đều suy đoán, cái này hoặc có lẽ là đối với cái này hai vị người cạnh tranh một hồi thí luyện, người thắng trận liền có thể có thể đạt được trưởng giáo chi vị. Kết quả sau cùng nhưng là, Văn Nguyên một mình trở về. Hắn nói vô kỳ thượng nhân xác thực đối với hắn và lục thương tiến hành một hồi thí luyện, cuối cùng kết quả là lục thương tại thần khư bên trong mất tích, chỉ có một mình hắn đi ra tới. Trung gian có bao nhiêu nội tình cũng không biết được, cuối cùng Văn Nguyên còn là thuận lợi mà kế thừa trưởng giáo chi vị. Không lâu sau đó mọi người phát hiện, người lục gia theo thuộc sơn thần bí biến mất, không có người biết rõ bọn hắn hướng đi. Cùng với sinh tử, Văn Nguyên thượng vị đến nay đã 150 năm, hắn chấp trưởng trong lúc rất tốt mà kéo dài vô kỳ thượng nhân lưu lại hết thảy, thuộc sơn phát triển vẫn là tính toán bằng phẳng, có thể nói là một cái rất xứng chức trưởng giáo. Cho nên qua nhiều năm như vậy, cũng không có người lại nhắc tới qua hắn kế vị lúc những cái kia tranh chấp. Cho nên đương lục thành cừu đột nhiên nhảy ra tới thời điểm, chung quanh chư tiên môn người tu hành rất nhiều là không biết được. Chỉ cảm thấy người này không hiểu nổi, trong tay nhưng lại cầm ra thuộc sơn trưởng giáo mới có thiên quyền lệnh, quả thật làm cho người khiếp sợ. Trong lúc nhất thời toàn tràn xôn sao Đối mặt với lục thành cừu cường thế, văn quyên thượng nhân lựa chọn tạm thời trầm mặt. Lập tức, liền có hai người đứng lên tới. Một thân hồng y đế nữ phượng bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn nói chuyện, phát hiện bên kia một thân hắc y lạnh lùng lão ẩu cũng đứng lên tới, nàng liền không có lên tiếng. Chỉ thấy tư luật trưởng lão đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói, lục gia thế hệ con cháu trở về. Là thật đáng mừng sự tình. Thực tế ngươi còn vì thuộc sơn mang về thất lạc thiên quyền lệnh, càng là có công lớn một kiện, trùng nhập sơn môn sự tình càng thêm dễ nói. Hừ. Lục Thành Cừu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, tư luật trưởng lão dăm ba câu liền tưởng cướp đi thiên quyền lệnh. Cũng không phải lấy không ngươi, này. Không phải nhượng ngươi một lần nữa gia nhập thuộc sơn phái sao? Ngươi cho rằng người khác muốn vào dễ dàng như vậy đi. Đế nữ phượng ở một bên hát đệm nói, dạng này, cho ngươi thêm 500 kiếm tệ làm vì ban thưởng thế nào? Ngươi trở về về sau liền gia nhập ta ngân kiếm phong, nhập phong trực tiếp chính là nhị sư huynh, chẳng phải Mỹ quá thay. Nguyên bản ầm ỉ trong sân nhượng đế nữ phượng một câu lộng đến toàn bộ trầm mặt. Là ngay cả người qua đường đều cảm thấy quá mức vô sĩ trình độ. Ha ha! Lục thành cừu trực tiếp khí nở nụ cười, bọn ngươi đều vì văn uyên vây cánh. Danh không chính, ngôn bất thuận, ta thân vì thuộc sơn chính thống há có thể ở vào bọn ngươi phía dưới. Người như thế nào mắng chửi người đâu? Đế nữ phượng nghe xong lời này, lập tức đồng tử co rụt lại, quanh thân tán phát ra nguy hiểm khí tức. Lục thành cừu kêu lên, vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, ngươi muốn động thủ. Này là người ta ân oán cá nhân, cùng thuộc sơn không quan hệ. Đế nữ phượng trong miệng nói xong liền bay thấp đến lôi đài phía trên. Mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng bỗng nhiên quát, dừng tay một đạo thân ảnh bỗng nhiên bay thấp đến lục thành cừu sau lưng. Nhìn thấy người này một thân bạch y, trung đẳng dáng người, khoảng 40-50 tuổi, một đôi đồng tử dĩ nhiên là thuần bạch sắc, trong mắt không có mảy may hát sắc. Người đến đúng là bồng lai thượng tông đến đây xem lễ trưởng lão, bạch lân chân nhân. Thục Sơn dù sao cũng là danh môn chính phái, truyền thừa mấy ngàn năm, nếu có đạo thống chi tranh làm sao có thể một mặt quyền cước tranh đoạt, còn thể thống gì? Bạch Lân chân nhân cao giọng nói. Ngươi cũng biết rõ nơi đây là thuộc sơn. Để nữ phượng trừng hắn nhất nhãn, khi nào đến phiên ngươi đến chó sủa. Hừ. Bạch Lân chân nhân hừ lạnh một tiếng. Không hề lý nàng, ngửa đầu trực tiếp nhìn hướng văn uyên thượng nhân, Chấp tay nói, thượng nhân. Lục gia hai đời thuộc sơn trưởng giáo công huân lớn lao, bực này sự tích chúng ta chính đạo đồng môn không người không biết. Như quả thực như hắn theo như lời, tháng mới là thuộc sơn chính thống, chúng ta đây chính đạo đồng nghiệp là không thể ngồi yên không lý đến. Văn Nguyên Thượng Nhân ánh mắt tại Bạch Lân Chân Nhân cùng cái kia lục thành cừu chi gian băng khoan một hồi, tự hồ nhìn thấu cái gì, mỉm cười, ta trưởng giáo chi vị là năm đó sư tôn thân truyền, thuộc sơn chính thống sự tình tự nhiên không nhọc chính đạo đồng nghiệp hao tâm tổn trí. Người này lục gia thế hệ con cháu thân phận còn có đã điều tra, nhưng thiên quyền lệnh nếu như trở lại thuộc sơn, vậy liền không thể còn có mất nói bậy. Lục Thành Cừu lạnh lùng nói, năm đó ngươi tại thần khư bên trong hại chết ta tổ phụ cùng phụ thân, trở lại sơn môn giả truyền tin tức nói ta tổ phụ đem trưởng giáo chi vị truyền cho ngươi, nhưng ngươi căn bản cầm không ra thiên quyền lệnh. Bởi vì thiên quyền lệnh sớm cùng trưởng giáo chi vị cùng nhau truyền cho ta phụ thân, chẳng qua là còn không có công bố. Ngươi trở về núi sau đó còn muốn ám hại ta lục gia trên dưới, mẫu thân của ta lúc này mới mang theo ta thoát đi thuộc sơn ta như vậy nhiều năm bao giờ cũng không tưởng trở về tìm ngươi báo thù chọc thủng ngươi giả nhân giả nghĩa sắc mặt văn nguyên hôm nay ngươi thiếu nợ ta lục gia hết thảy đều phải trả trở về qua wow, lời vừa nói ra toàn tràng đều há to miệng tốt đặc sắc bạo lưu. nguyên bản còn lo lắng tại chờ đợi kiếm hạp phong tin tức đoạn này thời gian sẽ có chút nhàm chán hiện tại hảo cương nhiên còn có loại này giữa tràng tiết mục Văn Nguyên Thượng Nhân chấp chưởng thuộc Sơn cái này hơn 150 năm năm, thế nhưng không có bất luận cái gì điểm đen, không nói là thánh nhân cũng chênh lệch không xa. Không thể tưởng được hôm nay bị tuôn ra lớn như thế liệu, nguyên lai là dựa thủ đoạn hẹn hạ được vị ư. Bao quát tại tràng thuộc Sơn đệ tử, trong lúc nhất thời đều có một chút dao động. Bọn hắn mặc dù đối với năm đó sự tình đều không biết, nhưng người này trong tay thiên quyền lệnh là làm không được giả dối. Giờ phút này mỗi cá nhân trong lòng đều tại yếu ớt mà hoài nghi, hắn nói có hay không khả năng là thật. Kỳ thật mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ, việc này tuy nhiên kinh người, nhưng dù cho là thật cũng quá muộn. Cho đến ngày nay văn nguyên thượng nhân tại Thục Sơn địa vị. Căn bản không phải này một ít hắc lịch sử có thể trung chuyển. Nhưng mọi người chính là thích xem dạng này nội dung cốt truyện, thực tế là thánh nhân hình tượng sụp đổ, đem là rất dài một đoạn thời gian bên trong đều bị người nói chuyện say sư chủ đề. Lục thành cường ngữ điệu âm vang, nói đến kích động chỗ khuôn mặt đỏ bừng. Hắn sau lưng bạch lân chân nhân thì là mặt vô biểu tình, tự hồ chỉ là vì nhượng hắn không bị bịt mồm, nói ra những này lời nói. Về phần nói xong có gì hậu quả, cùng hắn bồng lai thượng tông liền đều không quan hệ. Người sáng suốt đều nhìn ra được đến. Lục thành cừu hôm nay ra mặt, muốn nói sau lưng không có trước cùng bồng lai thượng tông thông khí là không thể nào. Bạch lân chân nhân tại nơi này rõ ràng chính là cho hắn chỗ dựa, bồng lai thượng tông như thế mượn nhờ nội loạn suy yếu khác tông thế lực cũng không phải lần một lần hai. Chẳng qua là còn có chút khó hiểu, bồng lai thượng tông là không quá khả năng tự mình hạ tràn, cái này lục thành cừu còn có cái gì thực lực, có thể cho thuộc sơn mang đến tổn thương. Văn Nguyên Thượng Nhân thần sắc không hề bận tâm, hoàn toàn không bị ảnh hưởng thản nhiên nói, như quả thực là lục thương nhi tử. Cái kia khi đó lục gia mất tích thời điểm ngươi còn tại tả lót bên trong, về sau sự tình nên đều là người bên ngoài nói cho ngươi, khó tránh khỏi sẽ có hư giả như ngươi là ngụy trang, cái kia loạn ta thuộc sơn kia tâm có thể tru. Năm đó sự tình ta sớm đã hướng chư vị trưởng lão tự thuật qua, nếu là trong đó còn có điểm đáng ngờ, bọn hắn lại thế nào khả năng tùy ý ta kế nhiệm trưởng giáo. Ngươi tới, trước đêm người này cầm xuống, đến tiếp sau sự tình lại đi hỏi. Hắn những lời này liên tiêu đái đã, ngược lại là bỏ đi một ít mọi người hoài nghi. Đúng vậy a, à, không thể bởi vì lục thành cừu cầm lấy thiên quyền lệnh liền cảm thấy được hắn nói toàn bộ là thật. Nếu như năm đó văn nguyên thượng nhân sự tình không có điều tra rõ ràng, thuộc sơn lúc ấy trưởng lão nhóm lại thế nào khả năng tùy ý hắn kế nhiệm. Tưởng cưỡng ép nhượng ta câm miệng. Lục thành cừu hét lớn một tiếng, si tâm vọng tưởng. Dứt lời, hắn một niêm quyết, thông thiên quảng trường phía trên đột ngột toát ra một hồi thoáng thiên hát quan. Chiếu u u, cái kia hát quan phía trên tiếp phía chân trời, bỗng nhiên chi gian mở ra một đạo hư không thiên môn. Trong môn thò ra một khỏa to lớn đầu lâu. Giống như hổ giống như báo, răng nanh như đao. Kinh khủng mang hoang khí tức tùy theo từ đó chảy ra. Mang theo khiếp người khác máu sát khí. Đào ngột. Mọi người kinh hô cái này đúng là cái kia đoạn trước thời gian ác sát sơn bên trong biến mất hung thú. Lục thành cừu sao có thể đưa tay liền triệu hoáng như thế cự vật. Hắn tất nhiên là sớm tại thông thiên phong phía trên phóng trí hảo trận pháp. Lúc này liền hiện ra thiên quyền lệnh uy lực, lục thành cừu cầm ra này lệnh căn bản không phải muốn đối phó thuộc sơn bên trong người, mà là đối phó thuộc sơn bên ngoài người. Nếu là không có thiên quyền lệnh, đào ngột hàng lâm, cái kia cửu thiên thập địa chính đạo người tu hành đều có thể sẽ ra tay trừng trị hung thú nhưng là giờ phút này hắn lộ ra ngay thiên quyền lệnh mới động thủ này phiên chiến đấu liền biến thành thuộc sơn nội bộ tranh đấu nếu là thuộc sơn nội chiến cái kia mặc kệ thi triển thủ đoạn gì ngoại nhân đều không có nhúng tay đạo lý trong lúc nhất thời từ bên ngoài đến chư tiên môn tu giả nhau nhau nhượng bộ lui binh như là bị kinh tán nhóm lớn sơn điểu mà thuộc sơn đệ tử tức thì nhào nhào sáng kiếm, chuẩn bị nghênh chiến. Cho dù là thế gian hung thú lại như thế nào? Nơi đây là thuộc sơn phái, cường giả như mây. Liền đế nữ phượng đều vô pháp tùy ý quát tháo, huống chi là ngươi một cái đào ngột. Ngay tại đào ngột hàng lâm tạo thành ngắn mũi hỗn loạn lúc. Trong sân lại có hô quát tiếng vang lên, u minh bất hủ. Chương 81, Sông Kiếm nhận chủ. Thông thiên phong rối loạn, kiếm hạp phong động cuộc bên trong bốn vị tân tú là không biết rõ. Giờ phút này bọn hắn gặp phải chính là khác một cọc nhiễu loạn. Tử thanh sông kiếm là có kiếm linh, cái này thuộc sơn đệ tử sớm đều biết rõ. Chẳng qua là bọn hắn lúc trước ý thức bên trong kiếm linh, nhiều nhất cũng bất quá là kiếm khí dựng dục một tia linh tính. Như dạng này có thể nói chuyện còn có thể cãi nhau kiếm linh là thật là cuộc đời ít thấy hai vị nghe ta một câu khuyên phu thê nào có cách đêm thù cái gọi là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa đi sở lương ngồi tại trên mặt đất bất đắc dĩ khuyên nhủ các ngươi liền hảo hảo ngồi xuống đến nói một chút đem sự tình nói ra chẳng phải hảo có thể nói ra liền hảo rồi hùng kiếm dựa tại sở lương bên người thềm đá phía trên giận dữ nói mỗi lần đều là lan cái dạng có điểm vung tử sự tình liền muốn chết muốn sống hảo hảo không thể nói ư. Lão tử là không có cùng ngươi hảo hảo nói qua đi. Cái nào không chịu giảng lời nói thật lão tử mới nổi giận tắt. Thư kiếm cũng mảy may không nhượng. Ngươi xem, tẩu tử này không phải cho ngươi lưu miệng ư. Sở lương nói, ca ngươi liền đem lời nói thật giải thích rõ ràng. Không liền không có việc gì. Lão tử giải thích qua thiệt nhiều lượt rồi, cái này dư bà nương chính là không nghe tắt. Hùng kiếm nói, Ta đáp ứng nhân gia bạch trạch sự tình, giảng tốt rồi muốn giữ bí mật đi. Không biết vì cái gì, sở lương nghe lời này lúc cũng cảm giác cái này tử dĩnh kiếm nếu có tay, lúc này nhất định là bày ra. Cùng ngươi khó giữ được mật, cùng lão tử liền giữ bí mật, các ngươi bí mật nhỏ lan cái nhiều tắc. Thư kiếm ở một bên đạo. Lan chuyện này lão tử không cùng ngươi giảng rồi, dù sao cái này năm oa ta tuyển trúng rồi, ngươi đi khác tìm một cái. Hùng kiếm dứt khoát không hề cùng nàng tranh chấp việc này. Lão tử mặc kệ. Ngươi muốn cùng ta đoạt, cái kia liền tới đánh một chầu tắt. Thư kiếm cũng nói. Dứt lời, chỉ thấy thanh tác kiếm thân hóa thành một đạo thanh quan, chiếu u u. Mà chui vào sở lương thể nội. Lão tử thật sự là tin ngươi tà. Tử dĩnh kiếm cũng lập tức hóa thành một đạo tử quan, chiếu u u. Mà chui vào sở lương thể nội. Trong nháy mắt, còn tại khuyên can sở lương liền cảm thấy được trên người lạnh lẽo, một tử một thanh hai cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí đột ngột chui vào kinh mạch bên trong. Tuy nhiên chúng đều rất chú ý sẽ không tổn thương đến sở lương thân thể, nhưng bị hai thanh kiếm đồng thời tiến vào cảm giác thật sự chưa nói tới quá tốt. Nếu như là bị một đạo kiếm quan tuyển trúng, cái kia sở lương sẽ rất cao hứng, hai đạo kiếm quan thật sự là quá nhiều. Mắt thường có thể thấy được tử thanh kiếm khí tại sở lương thể nội va chạm mấy cái hiệp tranh đấu trở nên kịch liệt trong lúc nhất thời sở lương nửa trái thân thanh sắc nửa phải thân tự sắc giao hội sau đó lại hóa thành một đoàn hỗn độn lại tách ra lại biến thành nửa phải thân thanh sắc nửa trái thân tự sắc làm vì chiến trường hắn là khẽ động cũng không dám động mới vừa rồi còn nói phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa lúc nói lời này thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới nguyên lai ta là giường a nhìn xem sở lương tại cái kia bên cạnh lâm vào cứng ngắc khương nguyệt bạch ba người cũng lâm vào trầm mặc cái này ngoạn ý thật đúng là hạn hạn chết úng lục úng lục chết hiện tại bọn hắn liền chờ nào thanh kiếm tại đối sở lương tranh đoạt bên trong lạc bại lại ra tới chọn một cái mới kiếm chủ nếu như là thư kiếm thua cái kia đại xác suất là sẽ chọn khương nguyệt bạch được rồi nhưng nếu như là hùng kiếm thua cái kia từ tử dương cùng lăng ngạo liền còn có cơ hội tuy nhiên cùng sở lương cộng vì kiếm chủ sẽ rất kỳ quái. Nhưng là vì thuộc sơn đi. Nhìn một chút cũng liền đi qua. Tại thật lâu tranh đấu qua phía sau, sở lương đột nhiên phát ra từng tiếng quát, a, à, cả người hướng phía sau ngã quỵ, thể nội phát ra, bành, một tiếng trầm đục. Ngươi không sao chứ? Khương Nguyệt Bạch cùng từ tử dương đều tiến lên một bước. Ta à, không sao. Sở lương phất phất tay, thở hỗn hển mấy ngụm khí thô, hai cái này sống tổ tông nhưng tính đánh xong ha 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 lão tử liền nói ngươi bằng cái gì cùng ta tranh giành có phải hay không thua rồi thư kiếm một lần nữa ly thể treo ở không trung diễu võ dương oai thanh mang lập lòe ngươi tại nói cái gì chuyện ma quỷ rõ ràng là lão tử thắng rồi hùng kiếm phản bác này oa nhi khí mạch đã bị ta chiếm rồi hiện tại hắn là lão tử kiếm chủ ngươi thắng cái sạn sạn nhi Thư kiếm lớn tiếng nói. Ngươi chiếm được kháng khí mạch, vậy lão tử chiếm chính là cái gì? Hùng kiếm cũng nói. Song kiếm huyền không giật mình giật mình, đột nhiên lại đồng loạt hóa thành hai đạo kiếm quan, một lần nữa chui vào sở lương thể nội. Siêu, siêu, lại một trận kiếm quan lập lòe sau đó, song kiếm một lần nữa chui ra đến, toàn bộ đều có chút kinh ngạc. Ngươi oa nhi có thể tắt, cư nhiên có vài bộ khí mạch, khiến cho quái an nhàn ô hùng kiếm nói sở lương tự nhiên biết rõ bọn hắn theo như lời khí mạch là cái gì kỳ thật chính là vận hành chu thiên lúc lộ kính tử thanh song kiếm nhận chủ tự hồ muốn cùng chính mình khí mạch tương liên bình thường mà nói một người có một khỏa kim đan vận hành chu thiên tự nhiên chỉ có một bộ khí mạch thế nhưng chính mình có hai khỏa kim đan tăng thêm một tôn không có kim đan chu thiên khôi lỗi đều tại chính mình thể nội vận hành cho nên chính mình có suốt ba đạo khí mạch Khương Nguyệt Bạch ở một bên nhìn xem sở lương cùng song kiếm đều hoàn thành nhận chủ, kinh ngạc đồng thời. Cũng có chút khó hiểu, Chu Thiên vận hành hình thành khí mạch, ngươi tại sao có thể có vài bộ. Cái này. Hắc hắc. Sở lương tự nhiên không thể nói chính mình có hai cái đầu to oa oa sự tình, chỉ có thể vò đầu cười ngượng nói, này là cái bí mật nhỏ. Thư kiếm nghe xong lời này, lập tức tiến đến Khương Nguyệt Bạch bên người, nói, nữ oa nhi, nghe một câu khuyên. Loại này có bí mật nam nhân nhưng không được Hùng kiếm lập tức quét ngang Ngươi nói cái gì Thư kiếm chỉ chỉ sở lương Nói Lão tử nói hắn lại chưa nói ngươi Ngươi gấp cái gì Này Hoa Nhi là lão tử kiếm chủ Ngươi nói hắn lão tử không cho phép Hùng kiếm lập tức phản kích Hắn cũng là lão tử kiếm chủ Lão tử muốn nói liền nói Thư kiếm cũng không cam lòng nói Hai thanh kiếm lẫn nhau sạc thanh mắt thấy chính là lại muốn triển khai một phen đại chiến, sở lương chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, nghĩ đến muốn khuyên như thế nào khung thời điểm. Chợt nghe bên cạnh lăng ngạo đột nhiên hét lớn một tiếng, đủ rồi. Nhìn thấy hắn khoát tay, lộ ra trong tay một mai hắc ngọc, lăng không đột ngột hiển hiện hát quan. Hư không bên trong một đạo thiên môn mở ra. Phá toái hư không. Ba người khác thấy vậy cả kinh. Không gian đại đạo diễn sinh tiên pháp đơn giản như vậy mấy thứ, Súc địa thành thốn, tung địa kim quang, phá toái hư không. Ba người là kinh điển nhất. Trong đó súc địa thành thốn khoảng cách ngắn nhất, tốc độ nhanh nhất, có thể vượt qua hết thảy, tung địa kim quang thích hợp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, viễn trình đệ nhất mà phá toái hư không, thì là có thể trực tiếp đánh nát hư không hàng rào, theo mênh mông xa xa hàng lâm xuống tới, so sánh dưới so tung địa kim quang càng thêm trực tiếp. Nhưng phá toái hư không không thể thật sự muốn đi đâu thì đi đó, mà là cần một cái tiêu ký qua tính vật chỉ dẫn mới có thể hàng lâm. Hàng lâm xuống tới người tu vi càng cường đại, vậy cần chỉ dẫn lại càng cường. Như là thông thiên phong phía trên, muốn đào một hàng lâm xuống tới, vậy cần một cái sớm chuẩn bị tốt trận pháp mà bọn hắn nơi đây, hàng lâm xuống tới người không có như vậy cường, chỉ cần một cái tùy thân mang theo tính vật liền có thể. Mà lăng ngạo, chính là cái kia đem tính vật mang theo người tiến vào. Đối mặt với hắn đột nhiên phản bội, ba người đều có chút kinh ngạc, mà ngoại địch dĩ nhiên từ trên trời giáng xuống. rơi xuống hắc y nhân quái cười một tiếng, đối lăng ngạo nói ra, làm được xinh đẹp. Từ nay về sau ngươi chính là thuộc sơn phía trên duy nhất thiên tài, cũng chỉ có ngươi có thể trở thành thủ tịch đệ tử, khạc 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 khạc. Chương 82, Bắc Minh Điện Chủ Nguyên lai sớm tại ngày đó lăng ngạo bại vào Khương Nguyệt Bạch thời điểm, thuộc sơn phía trên nằm vùng lục tầm cũng đã tìm tới hắn, nói cho hắn biết chỉ cần đem vật ấy mang vào kiếm hạp phong, từ này về sau hắn liền có thể trở thành thuộc sơn thủ tịch đệ tử. Hàng lâm xuống tới cường giả hội đem bọn hắn ba cái đều giết chết, mà đem ngươi nhất cử trở thành thuộc sơn thủ tịch. Đến lúc đó sơn môn các nơi đều sẽ phát sinh rối loạn, chuyện này thần không biết quỷ không hay, không có người sẽ biết là ngươi giúp bề bộn lục tầm thanh âm phản phất ác ma nói nhỏ tại lăng ngạo trong tay tràn đầy hấp dẫn giờ phút này hắn lòng bàn tay nâng cái kia một mai hắc ngọc phía trên tuyên khắc một tôn dữ tợn pho tượng sở lương đối với cái này cũng không xa lạ gì lúc trước hắn đã từng theo năm lộ tiếp dẫn trong tay cầm đến qua đồng dạng ác địa tàng so sánh dưới hắn thu được cái kia tôn ác địa tàng uy năng càng cường lăng ngạo trong tay cái này mai hắc ngọc chỉ là một cái thi triển phá toái hư không dấu hiệu vật có thể thi triển phá toái hư không tiên pháp phủ xuống người, tuyệt đối không phải là kẻ yếu. Khương Nguyệt Bạch hai mắt nhìn thẳng Lăng Ngạo. Quát hỏi, ngươi vì sao như thế? Lăng Ngạo trầm mặt không nói. Chỉ thấy hàng lâm người chậm rãi hiển lộ thân hình, là một vị hắc bào cứng cáp nam tử cao lớn, sắc mặt đen lạnh lùng, nương theo hắn phủ xuống còn có một cổ giày đặc mênh mông âm hàng chi khí, phản phất hư không đầu kia liên tiếp một phiến sông băng. Bắc Minh Điện sở lương trong lòng thoáng một phát hiện hiện lên cái tên này sớm biết rõ minh vương tông sẽ đối với thuộc sơn áp dụng hành động hắn vừa cảm thụ đến cái này cổ rậm rạp băng lãnh hắc ám khí tức lập tức liền tưởng đến bắc minh minh vương tông u minh bốn điện bắc minh hồng y bạch cốt đan thanh trong đó lấy bắc minh điện thực lực tối cường tuy nhiên nhân số không giống bạch cốt điện mười vạn quần ma khoa trương như vậy nhưng trong đó cường giả càng nhiều bởi vì Bắc Minh Điện truyền thừa, chính là Minh Vương Tông chính thống nhất thiên tinh dị thuật. Còn lại ba điện tức thì đều là Minh Vương Tông rơi vào ma môn sau đó hấp thu nhiều loại ma môn truyền thừa, so với chính thống sở tại Bắc Minh Điện tự nhiên kém không ít. Cái này hắc bào nam tử vừa mới rơi xuống, liền phát ra càng rỡ quái tiếu. Trước mắt những này đều là thuộc sơn tu tiên hạt giống. Bây giờ còn chưa hoàn toàn phát triển, muốn bóp chết bọn hắn với hắn mà nói cũng không khó, nhưng lại có thể đối thuộc sơn tạo thành trọng thương. Nếu là cái này một đám hạt giống toàn bộ chết tại nơi này, có thể đoán được năm sau tiên môn đại hội phía trên thuộc sơn phái tuyệt đối vô pháp lại bảo trụ trước 10 thứ tự, đến lúc đó liên tục năm lần không tiến trước 10, thuộc sơn cửu thiên tiên môn tịch vị cũng sắp bị cướp đoạt. Cho nên đối với lần này hành động Minh Vương Tông cũng thập phần coi trọng, phái ra người này chính là Bắc Minh Điện Đại Sư Huynh, thành danh đã lâu để lục cảnh cường giả cảm nhận được cái kia cổ cường giả uy áp, đối diện ba gã thuộc sơn người trẻ tuổi đều sắc mặt ngưng trọng. Sở lương tuy nhiên vừa mới cùng tử thanh song kiếm hoàn thành nhận chủ, nhưng là hiện tại cũng là thúc giục không được cái này thần khí. Nếu muốn thúc giục thần kiếm, phải tu luyện chuyên chúc kiếm quyết, kia độ khó thậm chí không thua gì tiên pháp, hơn nữa song kiếm kiếm quyết còn bất đồng. Cái này là thần kiếm tôn sùng chỗ, mỗi một thanh kiếm đều cần một đạo chuyên chúc kiếm quyết thúc giục mà vừa mới xong kiếm nhận chủ quá trình kỳ thật chính là đem kiếm quyết quan khiếu quán thâu đến thân thể của hắn bên trong quá trình cũng chính bởi như thế tử thanh xong kiếm mới cần riêng phần mình chiếm cứ một bộ khí mạch cũng đồng dạng là bởi vì như thế tử thanh xong kiếm mới cùng bình thường thần khí bất đồng không do thành hình cường giả thúc dục, mà là tự chủ lựa chọn người trẻ tuổi trở thành kiếm chủ bởi vì chúng cần tại kiếm chủ khí mạch bên trong đắp nặng chính mình hình dạng này là tại thành hình cường giả thể nội vô pháp làm đến đúng là hết thảy khác thường tất nhiên có nguyên do bình thường mà nói chúng hai thanh kiếm tuyệt khó cùng tồn tại bởi vì đều cần chính mình chuyên chút khí mạch triển khai kiếm quyết cũng chỉ có sở lương dạng này song kim đang hiếm thấy mới có khả năng đồng thời thúc giục hai thanh thần kiếm nhưng giờ này khác này hắn còn làm không được cái này một điểm trừ này bên ngoài có thể sử dụng ác chủ bài cũng chỉ có lão phí cùng trảm hồng danh kiếm nhưng lão phí cái này một tôn đệ lục cảnh chiến hồn bình thường cũng chỉ có thể khi dễ khi dễ đệ lục cảnh trở xuống chống lại chân chính trọn vẹn đệ lục cảnh thực tế còn là đệ lục cảnh bên trong đỉnh tiêm cường giả chỉ có cho không hai chữ về phần trảm hồng danh kiếm bạo phát ra lực công kích rất cường nhưng nếu là tại có chỗ đề phòng tình huống phía dưới dường như rất nhỏ khả năng kích trúng đối phương nếu là lại kết hợp lên Khương Nguyệt Bạch, từ tử dương, ba người hợp lực. Sở lương trong lòng đại khái thôi diễn một phen, rất nhanh được ra kết luận. Toàn bộ đều cho không. Ngay tại hắn tâm niệm xoay nhanh thời gian, hắc bào nam tử dĩ nhiên tay dơ lên, lằn không hư nắm một thanh, tự hồ có một đạo vô hình binh khí tồn tại ở hắn lòng bàn tay. Sở lương ba người trong lòng đồng thời tạc khởi tử vong trung động. Chỉ cần cái này một cái thần thông thi triển ra đến, tất nhiên có một người sẽ chết. Nhưng liền tại này lúc. Dị biến tái sinh. Chiếu u u, nồng nặc bạch quan đột nhiên theo dưới chân bay lên, lăng ngạo thân hình bỗng nhiên chi gian xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng lòng núi cửa vào, mà hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ tức thì xuất hiện một đạo lam đồng hát thủ bạch bào lão giả thân ảnh. Truyền kiếm trưởng lão. Hắn nguyên bản nên tại động cuộc lối vào chờ đợi, khoảng cách nơi này khá xa, giờ phút này cư nhiên ngay lập tức chi gian đuổi đến qua tới. Nhìn xem dưới chân trận pháp hào quang, sở lương lập tức tỉnh ngộ, không phải truyền kiếm trưởng lão chạy đến nhanh hơn, mà là thuộc sơn sớm có bố trí. Cái này căn bản chính là gậy ông đập lưng ông cục diện. Hắn nhìn hướng một bên lăng ngạo. Đã thấy lăng ngạo như củ mặt vô biểu tình. Phốc. Truyền kiếm trưởng lão một cái hắc thiết cánh tay không chút do dự mà xuyên thấu hắc bào nam tử thân hình, từ kia trước ngực xuyên thủng, giữa lưng lộ ra, như là giấy giống như. Cái kia hát bào nam tử đối mặt tử vong lại dị thường bình tĩnh, hắn ánh mắt lướt qua truyền kiếm trưởng lão, cũng nhìn hướng lăng ngạo, là ngươi. Lăng ngạo ánh mắt băng lãnh, ta xác thực rất muốn trở thành thủ tịch, cũng không khả năng là dùng loại này hao tổn thuộc sơn phương thức. Các ngươi muốn dùng loại này thủ đoạn nhượng ta phản bội sư môn, nhưng là tìm lộn ngươi. a à, hát bào nam tử cư nhiên lạnh cười chút, ngươi hội vì chính mình lựa chọn ân hận truyền kiếm trưởng lão phát giác được một tia không đúng lập tức trừ ra hát vẫn thiết thủ một trưởng đem hát bào nam tử đánh bay chỉ thấy hát bào nam tử thân hình bay tại giữa không trung đột ngột hóa thành một đoàn hát sắc quan cầu cái kia hát sắc quan cầu đen xì như mực treo tại không trung rất nhanh lại trừ ra tứ chi cùng đầu lâu hiện ra thành một đạo mới nhân hình một cái hai cái sở lương nhìn xem cái này đoàn hào quang đột nhiên nhớ tới lúc trước thấy thiên vương tông phượng triều dương thi triển qua thần quan phân thân chi pháp cùng này có chút tương tự nhìn tới thiên tinh thần giáo phân liệt ra đến vài tòa tiên môn truyền thừa thật đúng là đồng tông đồng nguyên đương hào quan lại rút đi lúc giữa không trung đã có hai người ngoại trừ thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu hắc bào nam tử còn nhiều thêm một vị đầu đội cao quan khuôn mặt băng lãnh hiện quan như là đeo mặt nạ nam tử một đôi điếu sau mắt tràn đầy âm hàn Trần Minh Thương. Truyền kiếm trưởng lão kêu một tiếng. Vừa rồi phát giác được không đúng lúc, hắn cũng đã ý thức được là có cùng cấp bậc đại năng hàng lâm. Nếu không phải người này ra tay. Cái kia hát bào nam tử sớm đã mất mạng. Mà hiện bây giờ Minh Vương Tông bên trong Bạch Ngân Vương vẫn lạc, tử kim hầu trọng thương, ngoại trừ Minh Vương Tông chủ, có thể cùng hắn địch nổi cũng chỉ có một người. Bắc Minh Điện Chủ Trần Minh Thương. Minh Vương Tông cư nhiên vì bóp chết thuộc sơn phái mấy vị tân tú, đơn độc phái ra loại này trong tông môn số một số hai cường giả, là thật là vượt quá thuộc sơn đoán trước. Lúc trước cùng truyền kiếm trưởng lão từng có gặp mặt một lần, không có cơ hội giao thủ, nhìn tới hôm nay có thể lĩnh giáo một chút. Cái này bắt Minh Điện chủ thanh âm không u tĩnh mịch. Quả thực không giống người sống phát ra. Dám lên thuộc sơn quát tháo, chắc hẳn các ngươi cũng là không có ý định lại xuống núi truyền kiếm trưởng lão thành danh nhiều năm, tự nhiên sẽ không sợ hắn. Ha ha, trận chiến này sau đó thuộc sơn hay không còn tồn tại cũng chưa biết chừng. Bắc Minh Điện chủ hồi lấy cười lạnh. Hai đại cường giả khoảng cách gần như vậy khí cơ đụng nhau, tràn lan ra uy áp đều nhượng một bên vài tên đệ tử khổ không thể tả. Truyền kiếm trưởng lão tay trái bãi xuống, pháp trận hào quang lập lòe, trong khoảnh khắc lại đem ba người đưa đến lòng núi biên giới. Hát thủy ngươi đi giết bọn hắn. Bắc Minh Điện chủ đạm mạc nói ra. Tuân mệnh. Cái kia ngay từ đầu phủ xuống hắc bào nam tử lập tức lên tiếng, phi thân đuổi đi lên. Truyền kiếm trưởng lão mắt lạnh thoáng nhìn, làm kim sắc mắt phải hào quang lóe lên. Bành, chỉ thấy cái kia hắc bào nam tử liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng, toàn bộ thân hình liền ầm ầm nổ tung. Tại sở lương bọn hắn nhìn tới không thể chiến thắng để lục cảnh đỉnh tim cường giả, tại truyền kiếm trưởng lão trong mắt lại có như con kiến hôi giống như, không chịu nổi nhất nhãn chi uy. Nhưng Bắc minh điện chủ đại thủ vung lên. Chỉ thấy cái kia nổ tung huyết nhục lại nở rộ hát quan, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt lại một lần nữa rót thành nhân hình. Đương hào quan rút đi, cái kia hát bào nam tử cư nhiên lại toàn tu toàn vĩ mà treo giữa không trung. Chiêu thức ấy quả thực thần hồ kỳ kỹ có thể so với truyền thuyết bên trong tích huyết trọng sinh thậm chí xem hiệu quả còn muốn càng cường một ít truyền kiếm trưởng lão đối thủ là ta bắc minh điện chủ lạnh lùng nói một tiếng đột nhiên há miệng phát ra một tiếng rít a à, oanh nương theo lấy hắn cái này bén nhọn tiếng kêu cả tòa trong lòng núi tất cả mọi người thần hồn đều nổi lên một hồi chấn động nếu là lại duy trì liên tục mấy hơi thời gian khả năng liền muốn đem sở lương bọn hắn thần hồn chấn vỡ truyền kiếm trưởng lão thấy thế nhất thời phất tay, đem trận pháp lại lần nữa thúc giục, bạch quan bay lên như là hàng rào. Trong khoảnh khắc chặt lại, đem cái này tiếng kêu gào phá hư lực toàn bộ khép tại hàng rào bên trong do hắn chính mình thừa nhận. Nhưng như thế đến một lần, trận pháp lực lượng cũng bởi vậy thu nhỏ lại, không hề có thể bao phủ tất cả mọi người. Truyền kiếm trưởng lão một tay áp chế Bắc minh điện chủ, cũng tạm thời không rảnh lại bận tâm hắc bào nam tử mà là lớn người tiến lên vung lên một quyền. Cái kia hát bào nam tử thân tự như hồ muốn hướng sở lương bọn hắn bay tới, nhưng một cái giả thoáng phía sau lại bỗng nhiên quay người, bay vút hướng lăng ngạo. Lăng ngạo đang muốn trốn tránh, đã thấy hát bào nam tử hai mắt cùng hắn ánh mắt một đôi. Bành! Lăng ngạo quanh thân trong nháy mắt cứng nhắc, rốt cuộc không thể động đậy. Mắt thấy hát bào nam tử liền muốn tiến đến bắt lăng ngạo, chợt nghe một bên truyền đến một tiếng khẽ quát, định là khương nguyệt bạch chỉ thấy nàng xa xa duỗi ra một ngón tay chỉ hướng hắc bào nam tử định thân chú tuy nhiên không phải tiên pháp nhưng ở có chút thời điểm tác dụng lại hơn hẳn tiên pháp nàng tại cùng chính mình lôi đài phía trên cư nhiên còn chưa bại lộ toàn bộ thủ đoạn sở lương trong lòng lần nữa đối khương nguyệt bạch thần thông dự trữ cảm thấy kinh ngạc nhưng hắn không rảnh suy nghĩ nhiều bởi vì trảm hồng danh kiếm sớm tại nàng dơ lên chỉ phía trước cũng đã phát ra. Oanh, Khương Nguyệt Bạch định thân chú đối hát bào nam tử ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, hầu như vẫn chưa tới trong tích tắc, thoáng dừng lại mắt thường hầu như không thể nhận ra. Nhưng là đủ rồi. Sớm tại hát bào nam tử xuất hiện thời khắc. Trảm hồng danh kiếm cũng đã sao động bất an, giờ phút này mang theo sâu nặng nộ khí hóa thành một đạo cực lớn xích hồng sắc kiếm quang, ngang lòng núi mà đi trảm hồng danh kiếm thi triển thiên kiếm quyết. So với sở lương bình thường thi triển thiên kiếm quyết, kiếm khí uy lực cường thịnh không biết gấp mấy lần, càng mang theo một cổ xích hồng sắc nghiệp lực hỏa diễm, huy hoàng thiêu đốt chỗ lộ ra một cổ chính nghĩa kiếm phẫn nộ. Xích diễm đăng đăng. Muốn trảm tà ma. Chương 83, Thần Kiếm Chi Uy Oanh kiếm hạp phong trong lòng núi truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang. Một bên là truyền kiếm trưởng lão một quyền đem Bắc minh điện chủ đánh bay ra ngoài, bay ra ngoài quá trình bên trong hắn thân thể còn tại liên tục mà nổ tung. Có thể nhìn đến Bắc minh điện chủ ngực mỗi nổ tung một lần, liền có một đoàn hát quan nhanh chóng ngưng tụ lên tới, khôi phục thành hoàn hảo lòng ngực. Nhưng rất nhanh lại sẽ có mới bạo minh phát ra, hát quan lại nhanh chóng tụ hợp. Truyền kiếm trưởng lão bất quá một quyền, cái này bạo tạc cũng tại trong khoảnh khắc lặp lại trăm lần. Bắc Minh Điện Chủ mới đụng nát trùng trùng điệp điệp vách núi ầm ầm rơi xuống đất. Thông Thiên Phong bên kia bạo phát rối loạn, thân vì đại năng hai người tự nhiên có thể cảm giác đến. Cho nên truyền kiếm trưởng lão nóng lòng tốc chiến tốc thắng, muốn nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, mà Bắc Minh Điện Chủ tức thì muốn đem đối phương kéo tại nơi này, nhượng mặt khác người trong ma môn hoàn thành nhiệm vụ. Đại năng quyết đấu ngay lập tức chi giang cũng có thể bách chuyển thiên hồi ngay tại vừa rồi hai người đã hoàn thành nhất luân đấu pháp cuối cùng truyền kiếm trưởng lão chiếm cứ thượng phong một quyền đem bắc minh điện chủ oanh phi mà cùng lúc đó hắc bào nam tử mới vừa vặn tới gần lăng ngạo liền bị khương nguyệt bạch cùng sở lương liên thủ công kích một cái định thân chú một cái thiên kiếm quyết trảm hồng danh kiếm thi triển thiên kiếm quyết vô cùng khủng bố cho dù là đỉnh tim đệ lục cảnh cường giả cũng không dám khinh thường. Sở lương dùng trảm hồng danh kiếm chém giết đệ lục cảnh cũng không chỉ một lần. Hắc bào nam tử trở mình ngăn cản, vội vàng chi gian chỉ tới kịp lật tay phóng thích một đạo hát sắc quan thuẫn, nhất thời liền bị trảm hồng danh kiếm oanh toái. Nhưng kiếm này uy lực cũng bị triệt tiêu được không sai biệt lắm. Còn lại kiếm khí vẹn vẹn đem hắn đánh bay mấy trường. Nhưng này cũng đã đầy đủ kinh người. Muốn biết rõ sở lương chẳng qua là đệ tứ cảnh, tu vi muốn thấp hơn hai cái đại cảnh giới. Cái này chênh lệch giống như mây buồn. Bên cạnh từ tử dương cùng Khương Nguyệt Bạch đều là lần đầu tiên nhìn thấy này một kiếm, đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Từ tử dương chẳng qua là kinh ngạc với hắn bạo phát ra lực lượng, Khương Nguyệt Bạch tâm tư tức thì hơi chút phức tạp một ít. Sở lương vừa rồi lên đài cùng chính mình giao đấu thời điểm, cũng không có dùng này thanh cường lực gấp mấy lần phi kiếm là khinh địch chủ quan còn là cố ý gây nên ầm ầm sơn động kịch liệt chấn động chi gian cũng không để cho nàng suy nghĩ nhiều chợt nghe từ tử dương đột nhiên hét lớn một tiếng đi mau nguyên lai là một bên bắc minh điện chủ cùng truyền kiếm trưởng lão chiến đấu lần nữa thăng cấp chỉ thấy bọn hắn càng đấu lưng chừng núi sụp đổ lòng núi cơ hồ bị đào không bắc minh điện chủ quanh thân bạo phát ra một đoàn cực lớn đen kịch quan cầu cô động giống như thực chất nhìn ra được một khi nổ tung tất nhiên có thể đem cả tòa kiếm hạp phong sang bằng mà truyền kiếm trưởng lão tức thì dùng một cái thiết thủ đè lại cái kia quan cầu đem khổng lồ lực lượng toàn bộ áp chế tại trong đó không nhượng kia bạo phát ra đến một người là muốn phá hư một người là muốn thủ hộ người sau khẳng định là muốn thua thiệt một ít cho nên từ tử dương mới có thể nhắc nhở bọn hắn đi mau không nên kéo truyền kiếm trưởng lão chân sau chỉ cần bọn hắn rời xa nơi đây, tin tưởng truyền kiếm trưởng lão có thể thủ thắng. Lăng ngạo lúc này cũng có thể thoát thân, hắn trong nháy mắt mở ra thần long nhiên huyết đại pháp, thi triển ra chính mình tối cường thần thông, liều mạng thả người đào thoát. Mà hắn sau lưng, cái kia hát bào nam tử cũng một lần nữa trở về qua tới. Thục sơn ưu tú nhất bốn gã tu tiên hạt giống đồng thời chạy trốn. Hắn một người tại phía sau điên cuồng đuổi theo không bỏ. Quy nhi tử xem cha trảm rồi ngươi. Một đạo tử quan nương theo lấy bẩn miệng điện xạ mà đi. Bành. Hắc bào nam tử trên bàn tay phủ hắc quan, một trưởng đem tử dĩnh kiếm đập bay. Lúc này tử thanh song kiếm đều là vô chủ trạng thái, tự thân vô pháp bạo phát ra quá cường sức chiến đấu, chỉ có thể hơi chút quần chiến hai cái. Đương nhiên hát bào nam tử công kích, cũng là không thể nào đối tử dĩnh kiếm bản thể tạo thành cái gì tổn thương. Hắn đập bay tử dĩnh kiếm phía sau, lại hóa thành một đạo hắc quan đuổi theo ra động quật. Phía trước bốn người thoát được mặc dù nhanh, nhưng cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn, tại hắn trong mắt liền như hài đồng, dù là nhượng bọn hắn trước trốn một lát cũng không cái gọi là. Mấy người vừa mới xuất động, nghe được sau óc tiếng gió. Từ tử dương dứt khoát hét to nói, ta ngăn hắn lại, các ngươi nhanh đi thông thiên phong viện binh. Đối bọn hắn mà nói, trở lại thông thiên phong chỉ cần hô hấp chi gian, thế nhưng hắc bào nam tử giết người cũng chỉ tại trong nháy mắt chi gian giờ phút này quyết định đoạn hậu rất có thể chính là muốn hy sinh chính mình lăng ngạo lại vượt lên trước quay người nói ta thiên phú yếu nhất để ta chặn lại hắn khương nguyệt bạch nhíu mày nói ta là thủ tịch lẽ ra ta đến ai sở lương trong tay bắt lấy vừa mới đuổi theo đến thanh tác kiếm thở dài tử thanh xong kiếm tại ta một thân còn là ta tới a à, bất quá một câu nói kia công phu hát quan dĩ nhiên theo động cuộc bên trong đuổi tới nếu ngươi không đi liền đi không được khương nguyệt bạch vội la lên ngươi không có nắm giữ thần kiếm kiếm quyết tử thanh song kiếm tại trong tay cũng là vô dụng ngươi là nên đi trước nhất nắm giữ sở lương nhàn nhạt trả lời một tiếng cái gì khương nguyệt bạch giật mình suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm đây chính là tiên pháp cấp bậc kiếm quyết sở lương bị sông kiếm nhận chủ cũng bất quá là một lát phía trước sự tình cái này nắm giữ làm sao có thể sự thật phía trên xác thực không có khả năng toàn bộ nắm giữ sở lương chẳng qua là nắm giữ trong đó một đạo mà thôi theo sông kiếm nhận chủ sau đó hắn ngay tại nghiên cứu cái này hai đạo kiếm quyết tử dĩnh kiếm quyết cùng thanh tác kiếm quyết mặc dù có chỗ bất đồng nhưng trăm sông đổ về một biển hắn phát hiện cái này hai đạo kiếm quyết lớn nhất chỗ khó ở chỗ muốn nhượng kiếm linh tiếp quản chính mình khí mạch tại sử dụng thần kiếm trong nháy mắt khí mạch cùng kiếm linh hoàn toàn tương thông tại tu vi còn thấp tình huống phía dưới thần kiếm sẽ biến thành hắn khí hải chu thiên chủ nhân cùng với nói là người ngự kiếm không bằng nói là kiếm ngự người muốn làm đến loại này hoàn toàn ủy trị thức buông ra là rất khó khăn bởi vì muốn vượt qua chính mình thân thể đủ loại bài xích cùng kiếm linh hợp hai vì một đối với bất kỳ người nào mà nói đều muốn trải qua một cái rất dài tu luyện quá trình mới có thể làm đến nhưng là đối sở lương mà nói cái này độ khó đại cũng không lớn bởi vì trong đó một đầu khí mạch căn bản liền không phải hắn nói như vậy cũng không chính xác dù sao chính là kim đang khôi lỗi tại thể nội sinh ra đạo kia khí hải mạch lạc bình thường phụ trách vận hành chu thiên đem chân khí độ nhập hắn thể nội vốn là từ bên ngoài đến thanh tác kiếm linh nếu như muốn tiếp quản đạo kia khí mạch thân thể của hắn cũng là sẽ không sinh ra bất luận cái gì bài xích tự giống với việc không liên quan đến mình cao cao treo lên cái kia đạo kia khí hải mạch lạc chân chính nên xem như kim đang khôi lỗi thanh tác kiếm nếu như muốn tiến vào chẳng lẽ oa oa còn có thể phản kháng ư nếu như là cùng tử dĩnh kiếm kết hợp đạo kia khí mạch độ khó liền khá lớn sở lương khả năng còn muốn khổ tu một đoạn thời gian. Nhưng này không cần. Người oa nhi cũng quá hảo thượng đạo rồi. Tại kiếm quyết triển khai sát na, thư kiếm đều nhìn không được kinh hô một tiếng. Sở lương toàn bộ đương nó tại khen chính mình, lập tức tay trái niêm quyết, tay phải nâng lên thanh tác kiếm. Thanh sắc kiếm quan nhộn nhạo. Hắc bào nam tử vừa mới đuổi theo ra động quật, liền trông thấy sở lương cầm trong tay thanh tác kiếm tại nơi đó làm bộ hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng. Cái này thần kiếm nhận chủ mới bao lâu, hắn liền có thể nắm giữ. Tuyệt đối không có khả năng. Lập tức liền có một đạo thanh lòng giống như kiếm khí nghênh diện chém tới. Nhắc tới cũng là xui xẻo. Lúc trước hắn bị cái kia một chút trảm hồng danh kiếm đã ngoan độc, tuyệt đối không nghĩ tới, cư nhiên còn không phải tàn nhẫn nhất. Thanh tác kiếm cái này một đạo kiếm khí, ngang trời uống công nhưng có khí thế, lăng lệ ác liệt hung hãn, mang theo không trảm yêu ma không bỏ qua phải giết chi thế. Mênh mông cùng cùng thanh thiên đoạn thủy lưu. Trảm sông này một kiếm, sở lương trực tiếp trên không ngã xuống. Này một kiếm trực tiếp rút khô hắn tất cả tinh khí thần. Trảm hồng danh kiếm là chỉ cần hắn ra một phần lực lượng. Có thể phát huy thập phần uy lực. Nhưng hắn như ra năm phần lực lượng, khả năng một dạng phát huy thập phần uy lực có thể thanh tác kiếm là trực tiếp rút khô ngươi thập phần lực lượng, sau đó phát huy ra 50 phần uy lực. Nếu như ngươi còn có lực lượng, uy lực kia liền còn có thể trở nên gấp mấy lần gia tăng. Thần khí cùng pháp khí khác nhau, ngay tại ở hạng mức cao nhất. Hắc bào nam tử thân vì đỉnh tim đệ lục cảnh cường giả, cư nhiên liên tục gặp sở lương hai lần hắc thủ. Kiếm thứ nhất hắn tối thiểu còn có thể ngăn trở, này một kiếm hắn lại lần nữa dựng thẳng lên hắc quan thuẫn sau đó ra sức trốn tránh, lại như cũ bị trong nháy mắt trảm bạo. Tính cả nửa bên thân hình. Thần kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Suy, hắn vai trái tính cả nửa cái lồng ngực đều bị chém đứt. Tiên huyết trên không ném ném ra. À, hát bào nam tử kêu thảm một tiếng, lại vẫn cứ chưa chết, mà là đưa tay đem những cái kia tán lạc tiên huyết một điểm. Nhất thời tất cả tiên huyết hóa thành một cái hát sắc đại điêu, duệ minh một tiếng, hướng sở lương chạy như bay mà đi, hại, sở lương. Khương Nguyệt Bạch hô hoáng một tiếng, cũng bay vút thân hình, đi đón ở lại rơi sở lương. Cái kia hát sắc đại điêu mắt thấy liền muốn đánh úp lại. Nàng vượt lên trước một thanh tiếp được sở lương thân thể, tay phải cầm kiếm huy sái ra đầy trời kiếm quang. Oanh, hát sắc đại điêu đâm vào nàng hộ thể kiếm quang phía trên, hát vũ mạnh kích, đem hai người ầm ầm đánh rơi. Để lục cảnh lực lượng, thật sự chênh lệch quá lớn mắt thấy hai người ông đoàn rơi xuống tới biển mây phía dưới, mà từ tử dương cùng lăng ngạo thì đã thừa dịp vừa rồi va chạm khoảng cách bay vút đến thông thiên phong phía trên. Toàn thân tiên huyết ướt sủng, thương thế vô cùng nghiêm trọng hắc bạo nam tử treo giữa không trung, nửa vết thương nơi bả vai có hắc quan muốn lan tràn khép lại. Nhưng là một đạo thanh khí mờ mịt ngăn trở tại nơi đó, nhưng hắn hắc quan thủy chung vô pháp đột phá, không thể hoàn toàn che lại miệng vết thương, tự nhiên cũng vô pháp chữa thương. Hắn căm giận cắn răng một cái, cũng hướng biển mây phía dưới vực sâu bám đuôi mà đi. Không giết hai người này, hắn đã không có cách nào báo cáo kết quả, cũng khó giải trong lòng mối hận. Liền tính nguyên bản không có thù, hiện tại hắn cùng với sở lương cũng nhiều thăm cừu đại hận, không chết không thôi. Thông thiên phong phía trên, giờ phút này loạn tượng càng lớn. Cực lớn đào một hung thú hàng lâm. Quái vật khổng lồ thân hình nghiền nát đông đảo kiến trúc rất nhiều người xem đột nhiên hóa thân minh vương tông đệ tử, kêu loạn mây đen hiện ra, trong lúc nhất thời chướng khí mù mịt. Vô số đến đây xem lễ tiên môn đệ tử cũng không rõ ràng phát sinh cái gì, chỉ đương thuộc sơn trong tông môn phân tranh, muốn tranh thủ thời gian tránh lui ra, không nên nhượng chiến đấu lan đến gần. Tại này hết thảy vừa mới phát sinh thời khắc, đứng ở thông thiên phong quảng trường biên giới lục tầm cũng muốn lặng lẽ thối lui. Lại đột nhiên bị một người ngăn cản đường đi. Sư sư tôn. Lục tầm vẻ sợ hãi cả kinh. Tại hắn trước người đứng chính là đang đỉnh trưởng lão, mặt vô biểu tình, trầm giọng hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đệ tử tự nhiên phải đi tru trừ những cái kia ma môn đệ tử. Lục tầm trong lòng bối rối, trên mặt toàn lực giữ vững bình tĩnh. Cái kia lăng ngạo là thế nào hồi sự? Đang đỉnh trưởng lão đột nhiên hỏi. Sư tôn tha mạng. Lục tầm thấy lăng ngạo sự phát, lập tức bổ nhào trên mặt đất, cao giọng nói, đệ tử là bị những cái kia người trong ma môn bức hiếp. Đệ tử không phải xuất phát từ bản ý A. À. Đang đỉnh trưởng lão thật sâu nhìn hắn nhất nhãn, nói ra, cái kia quay đầu lại lại đến sự trí ngươi. Dứt lời, nhẹ nhàng một chưởng ấn tại lục tầm đỉnh đầu. Bành. Lục tầm trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới đều bị vô tận cự lực đè ép, nóng hổi mà kiên ngạnh. Không có ánh mặt trời không có không khí không có khe hở chung quanh hết thảy đều là muốn đem chính mình đập vỡ liền một cái ngón út cũng không nhúc nhích được hắn lập tức nghĩ đến phát sinh cái gì tiên pháp hậu thổ tán tuyệt này là một môn cực kỳ ác độc thần thông có thể đem người trong nháy mắt đánh vào trăm ngàn trượng sâu dưới đất đương người đột nhiên xuất hiện tại nơi đây lúc rơi vào đại địa bên trong là hoàn toàn vô pháp nhúc nhích mảy may nếu là thi thuật giả không đem phóng thích ra đến, cái kia rất nhanh liền khó thoát tử vong kết cục. Hơn nữa là cực kỳ khủng bố tuyệt vọng tử vong. Hắn muốn phát ra hét thảm một tiếng đều không thể, chỉ có thể ở trong lòng tê rống. Cứu mạng A. Chương 84, trong rừng phòng nhỏ. Rống, cực lớn đạo một nện vào thông thiên quảng trường phía trên, mang đến trùng kích là có tính chất hủy diệt, u u khí lãng khói bụi trong nháy mắt bao phủ toàn phong, còn ngăn không được mà hướng vân hải trên không lan tràn. Này thú chính là thiên địa đại hung chi đạo diễn sinh, lại danh ngạo ngoan, nàng huấn là hung ngoan tàn bạo nhất chi tồn tại. Nhưng thấy kia một khỏa to lớn cự đầu giống như hổ giống như báo, cần cổ mang theo lửa khói giống như liệt tông, một đôi răng nanh khủng bố nhất, mở ra một ngụm có thể cắn sụp đổ núi cao. Như vậy hung thú ngoại trừ hình thể đại bên ngoài. Còn mang theo thiên sinh sát khí, vừa mới xuất hiện, liền dẫn động vân hải cuồn cuồn, chiêu phong chấn động, xem ra không đem 36 phong nghiền nát thề không bỏ qua. Liền tại này thú xuất hiện trước tiên, văn nguyên thượng nhân đã làm ra ứng đối. Thân vì để bác cảnh thiên nguyên cường giả, hắn từng một chưởng trấn áp chân lông, tự nhiên cũng sẽ không hư cái này hung thú. Nhưng văn nguyên thượng nhân vừa mới đưa tay, chỉ thấy đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn như là màn sân khấu kéo ra. Một trương che khuất bầu trời giống như cuốn quanh vô số xiềng xích cực lớn gương mặt dò xét đi ra, tại tràng không ít người đều nhất nhãn nhận ra này là vật gì. Ác địa tàng Vô số người kinh hô Không sai, không chỉ là ác địa tàng, hơn nữa là ma thần giống như chân thật ác địa tàng. Vạn bảo lục xếp hạng thứ 10, địa tàng chân thân. Cái này một tôn ma đạo thần khí, chính là Minh Vương Tông sống yên phận tiền vốn. Hôm nay cư nhiên có thể đem đến Thục Sơn đến, thật không biết Lục Thành Cừu giao ra cái gì đại giới mới có thể thỉnh động. Này cũng không vẻn vẹn là một tôn thần khí. Trên đời không có một tòa tông môn hội nhượng một cái bình thường đệ tử mang theo thần khí đi ra ngoài. Thần khí chỉ cần rời núi, tất nhiên là do đệ bác cảnh cường giả mang theo. Nếu không vạn nhất mất đi hậu quả ai cũng gánh chịu không nổi. Nếu như địa tàng chân thân xuất hiện tại nơi đây, cái kia liền nói rõ ràng, Minh Vương Tông chủ tất nhiên đến. Có thể tọa trấn ma môn đệ một tông môn thần bí cường giả, không thể nghi ngờ cũng là đệ bát cảnh cường giả, mà đệ bát cảnh cường giả phối hợp thần khí, liền có thể coi vì tám cảnh nữa, trảm thiên nguyên. Quanh sát sát, phong vân biến ảo, lôi điện lớn chuyển động. Văn Nguyên Thượng Nhân thấy vậy, hai con ngươi chợt ngưng trọng lên tới, lần thứ nhất toát ra nghiêm túc thần quang đối với bọn hắn những này chấp chưởng thiên nguyên tuyệt đỉnh cường giả mà nói nửa bước đã tại bầu trời chỉ chưa nửa bước tại phàm trần thế gian mọi thứ bất quá tiểu đã tiểu nháo cũng không quá hội có tâm tình chấn động cho nên vừa rồi lục thành cừu cái kia vừa ra ra tiết mục kỳ thật hắn thấy được đều tương đối tùy ý nhưng giờ phút này bất đồng có thể nhượng bọn hắn chăm chú lên tới chỉ có cái khác thiên nguyên cảnh cường giả mắt nhìn thương thiên hắn phản phất trông thấy đám mây đứng thẳng cái kia trắng xóa thân ảnh, đang tại dùng băng lãnh con ngươi quan sát chúng sinh. Minh Vương Cùng địa tàng chân thân cùng nhau xuất hiện, còn có bốn phương quái vật khổng lồ. Một cái núi cao lớn nhỏ hắc kinh. Tự như đem vân hải đương làm bắc minh, đen kịt áp qua tới, phản phất tại trong biển du duệ. Kinh trên lưng đứng một đám ma môn tu giả, mỗi cái hung diễm ngập trời. Một tòa điêu lương họa đóng lầu cát, các lâu phía trên treo lấy đỏ thẫm đèn lồng, màu gấm bồng bềnh, chậm rãi dời qua tới, kẹt kẹt vừa mở cửa, lộ ra một mặt hồng y. Một tòa có thể so với thông thiên phong đầu lâu, chung quanh lôi vân rậm rạp, điện long du tẩu, tại này bạch cốt đằng sau còn có một đạo thật sâu tổn hại chưa chữa trị. Rất kỳ chính là một đạo thanh bọc sông lớn, theo viễn thiên uống lượng chảy xuôi qua tới. Trên sông vô số sóng hoa dâng lên. Mơ hồ đều vì mặt người giống như đau khổ kêu trên. Bắc Minh, Hồng Y, Bạch Cốt, Đan Thanh. U Minh bốn điện đều tới. Minh Vương Tông, đại quân tiếp cận. Những cái kia nguyên bản cho rằng là thuộc sơn nội chiến mà rời xa chư tiên môn người xem, giờ phút này mắt thấy ma môn hàng lâm, cũng không thiếu chính nghĩa chi sĩ muốn xuất thủ tương trợ thuộc sơn. Thế nhưng lập tức liền có đồng dạng xem lễ trận doanh bên trong người xông ra ngoài, trong miệng hét to, u minh bất hủ, đối với chung quanh đám người lung tung chém giết. Trong lúc nhất thời loạn tượng lộ ra, địch ta khó phân biệt. Tăng thêm bầu trời đã có thần khí uy áp. Trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy đại đa số người đều lựa chọn lại lần nữa lùi về sau, xa xa quan vọng bo bo giữ mình. Nhưng là có số rất ít người làm ra bất đồng lựa chọn. Mà môn tạc tử muốn quát tháo, trước hỏi hỏi người gia gia có đồng ý hay không? chỉ thấy một gã mảnh nam vung mạnh một cây đại kích, nửa người quần áo bành nhiên nổ tung. Lộ ra một thân cường tráng thiểm quan cơ bắp. Không phải thiên cương môn vân Triều Tiên lại là cái nào? À! Sư Huynh, thật là loạn, ta thật là sợ. Bên cạnh đường thi tiểu sư mùi tức thì phản phất một đóa gió trong mưa kiều hoa. Anh anh làm hoảng sợ hình dáng. Sư mùi ngươi trước trốn xa một chút, đừng làm bị thương ngươi chiến đoàn bên trong vân triều tiên quát a à, thật đáng sợ lời nói chưa nói hai câu chợt nghe đường thi tản âm đột ngột biến thô nguyên lai là có một gã ma môn tu giả đối vân triều tiên sau lưng đường thi ra tay xem ra tự hồ là tưởng cầm xuống một gã con tin kiềm chế vân triều tiên nhưng hắn hiển nhiên là thất sách cái này nhu nhược tiểu cô nương trong nháy mắt cơ bắp lớn lên hóa thành hình thể mảy may không kém hơn vân triều tiên kim cương thể thái vùng trong tay một cây đại thương phàm là đụng nhè chính là một cái máu lỗ thủng nặng tại chỗ tạc thành đầy trời sao tương đối điếu quỷ chính là tiểu cô nương này một bên đại sát tứ phương trong miệng còn một bên hô hào à đừng qua tới ô ô ô đừng đánh ta rời xa một chút chỉ là dùng như vậy hào phóng tản âm hô lúc không chỉ có không có nhu nhược cảm giác ngược lại hơi có vẻ biến thái rất nhanh liền bị nàng giết ra một phiến chân không khu vực đáng sợ Minh vương tông nhân số đông đảo, một bộ phận tinh anh theo bốn điện pháp khí hàng lâm, khác một bộ phận là sớm đã hỗn lên thuộc sơn xem lễ đám người. Ma môn đệ tử chi gian vốn liền không tính toán quen thuộc, giờ phút này khuôn mặt khác nhau, tất cả mọi người đều tại bên hông buộc lên một khối hát cân, lấy này đến phân chia đồng tông đệ tử. Này là chỉ có ma môn đệ tử mới biết rõ ám hiệu. Có thể đại hỗn chiến vừa bạo phát, ma môn tu giả lập tức phát giác được không đúng những cái kia huy sái đầy trời kiếm quan thuộc sơn đệ tử rơi xuống đất, bên hông cũng toàn bộ đều đeo lên một đầu hắc cân. Trong lúc rất nhiều ma môn tu giả cho rằng phía trước người là đồng lõa, kết quả bị một kiếm xuyên thủng. Hỗn chiến vừa ngay từ đầu liền thương vong vô cùng nghiêm trọng. Có một chút đơn đã độc đấu thuộc sơn tinh nhuệ đệ tử, bên hông buộc lên hắc cân, trong miệng hô hào u minh bất hủ, sau đó dựa gần minh vương tông đệ tử đi lên chính là một kiếm này cũng liền thôi. Còn có một chút thành quần kết đội thuộc sơn đệ tử, kết một cái bảy bảy bốn chín người đại kiếm trận, mỗi người hệ một đầu hắc cân, trong miệng cũng hô u minh bất hủ, muốn lừa gạt minh vương tông đệ tử dựa gần. Cái này còn không phải quá phận nhất. Quá phận nhất là một gã quanh thân thiêu đốt xích kim sắc hỏa diễm cao gầy nữ tử, một thân liệt diễm tại sau lưng hình thành. hai cánh, tại đám người bên trong tung hoành xuyên toa, nhìn thấy ma môn đệ tử chính là một đạo hỏa diễm, nhất thời đốt cái không còn một mảnh. Nhìn vài ngày thuộc sơn phong hội người, tự nhiên đều biết rõ này là đế nữ phượng, liền nàng đều tại bên hông buộc lên một đạo hắc cân, đem một phiến khu vực ma tu thanh lý sạch sẽ phía sau, lập tức cao giọng hô, u minh bất hủ. Minh Vương tông các huynh đệ, hướng ta dựa sát vào. Không chỉ có đáng sợ, còn rất có thể khí các ngươi thuộc sơn này là cầm ai đương kẻ đần. Mà tại cách đó không xa Vân Hải phía dưới, Sở Lương cùng Khương Nguyệt Bạch cũng đang tại trải qua một phen nguy cơ. Thuộc sơn 36 phong, chiếm cứ chẳng qua là Vân Hải phía trên bộ phận, cũng chính là đỉnh núi nhiều nhất cũng chính là sườn núi. Mà sườn núi trở xuống càng lớn khu vực, vẫn như cũ là quy chúc những cái kia trong núi giả thú. Vân Hải phía dưới, hoàn toàn là một phiến rộng lớn nguyên thủy tùng lâm khí tượng vẻn vẹn dư nửa bên tàn khu hắc bào nam tử hóa thành hắc phong gào thét mà qua, những nơi đi qua thần thức cuồn cuồn, đảo qua mỗi một phiến hoa cỏ thụ mộc, nảy sinh ác độc muốn đem hai người tìm tội đi ra. Hắn vai ngực miệng vết thương, thủy chung có một đạo thanh khí mờ mịt, khiến cho miệng vết thương vô pháp khép lại. Nếu không phải có cái này thần kiếm kiếm khí tại, thủy chung ma diệt hắn thần thông, loại này thương thế đối với Bắc Minh Điện đệ tử mà nói cũng không tính trọng thương nhưng giờ phút này kịch liệt đau nhức cũng tại không ngừng mà giày vò lấy hắn. Hắn vừa rồi một mực tập trung vào hai người rơi xuống phương vị, tuyệt đối liền tại này phiến khu vực, Hắc phong cũng tại nơi đây qua lại tuần hành, không có ý định phóng qua từng cọng cây ngọn cỏ. Có thể hắn không có nhìn đến chính là, tại một phiến thường thường không có gì là vách núi bên trong, khương nguyệt bạch như cũ ông sở lương. Hai người kẹt tại sơn thạch bích lũy bên trong, dán được rất khẩn, hô hấp lẫn nhau nghe, Vừa rồi hai người rơi xuống đến tận đây, cái kia hát bào nam tự bám đuôi đuổi theo, Khương Nguyệt Bạch gấp bên trong nhanh trí, mang theo sở lương cùng một chỗ động vào vách núi. Động pháp không khó, nhưng là dẫn người động vào trong đó còn có thể tiến lên, vậy cần cực cao tạo nghệ. Có thể thấy được Khương Nguyệt Bạch dưới mắt thuộc pháp tinh thông, xác thực đến một cái kinh người tình trạng. Đợi trong chốc lát, Khương Nguyệt Bạch mới lại hướng phía trước bỏ chạy. Nàng không dám đường cũ phản hồi mà là một đường hướng phía trước tại vách núi bên trong xuyên hành. Xuyên hành hơn 10 trượng sau đó, đột ngột nhất không? Sáng tỏ thông suốt. Tại này tòa sơn vách tường đằng sau, có khác một phiến trống trải sơn cốc, to lớn đất trống màu xanh hoa cỏ mềm mại. Đất trống phía trên cư nhiên còn có một tòa nhà gỗ. Cái này vách núi sau đó thậm chí có dạng này địa phương. Sở lương nhìn xem trước mắt không gian, có chút ngạc nhiên thế nhưng tại vách núi bên trong xuyên hành một sát hai người cư nhiên liền xuyên qua sơn thạch bích lũy đi tới khác một phiến ẩn tại trong lòng núi thung lũng nơi đây vốn là tại vân hải phía dưới nếu như này ẩn nấp nếu không phải cơ duyên xảo hợp khả năng bọn hắn cả đời đều không phát hiện được thuộc sơn vân hải phía dưới cư nhiên có người cư trụ ư khương nguyệt bạch đối với cái này cũng thập phần kinh ngạc chúng ta tiến đi nhìn xem tiến đi nhìn xem là có thể Sở lương có chút không có ý tứ mà nói ra, nhưng là Khương Sư tỷ ngươi có thể trước phóng ta xuống tới ư. Bị Khương Nguyệt Bạch ôm ở trong ngực thể nghiệm không thể nói không tốt, nhưng là thân vì một đại nam nhân luôn bị một cô nương gia công chúa ôm, nhiều ít có chút e lệ. Ngươi được ư. Khương Nguyệt Bạch ngược lại là không có câu nệ tiểu tiết, mà là hơi ân cần mà hỏi. Ta tốt hơn nhiều. Sở lương vội vàng nói. Sự thật phía trên, hắn vừa rồi sở dĩ suy yếu tột cùng là bởi vì thanh tác kiếm trong tích tắc trút khô hắn tất cả chân khí bao hàm tinh khí thần ở bên trong trong nháy mắt tiêu hao mà cũng không phải bị cái gì tổn thương tại hắn sông cực phẩm kim đang điên cuồng hồi phục phía dưới giờ phút này khí hải đã sớm khôi phục một nửa cả người trạng thái hoàn toàn bình thường hiện bây giờ sở lương cái khác không dám nói hồi phục tốc độ phương diện này tuyệt đối là cùng cảnh vô địch nếu như hắn chính mình nói không có việc gì, Khương Nguyệt Bạch cũng liền đem hắn phóng xuống, hai người kề vai sát cánh đi về hướng cái kia chi gian nhà gỗ. Xem ra đã hồi lâu không có vết chân. Sở lương dựa gần cái kia nhà gỗ, nhìn xem cửa ra vào chồng chất dày đặc bụi bặm nói ra. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đẩy một chút môn hộ. Không chút nào phí lực mà đẩy ra, cửa gỗ chậm chậm rung động, bởi vì thời đại quá lâu đã có chút hủ hỏng, cái này đẩy trực tiếp rơi nửa phiến xuống tới một chùm bụi bặm nên diện đánh tới, sở lương phất phất tay, một hồi thanh phong đem phất đi, hai người lúc này mới bước vào trong phòng. Phòng bên trong bài trí cực kỳ đơn giản, một trương giường nhỏ, một bộ bàn, phía trên trí bút mực, còn có một quyển ố vàng thư sách, nhìn đi lên như là thuộc sơn hài đồng thổi nhỏ luyện chữ dùng hoàng giấy bản. Sở lương thấu đi qua vừa nhìn, quả nhiên chính là cái loại này quen thuộc trang giấy, hai người xuất phát từ hiếu kỳ liền lật xem một chút tờ thứ nhất tựa như hài đồng viết ngoáy chữ. Ha ha, sư tôn tưởng phạt ta diện bích tư quá. Nằm mơ. Không thể tưởng được vân hải phía dưới còn có như vậy một cái sơn cốc nhỏ, sau này nơi đây chính là ta bí mật lĩnh địa, thuộc sơn trên dưới ai cũng không biết. Cái này trong núi hầu tử thật là phiền lòng. Cả ngày nghĩ đến cùng ta đoạt địa bàn. Thuộc sơn phía trên người còn không bằng những này hầu tử, tối thiểu chúng còn nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu không xong, ta tại diện bích thời điểm dùng động thuật xuống tới bí mật giống như bị lục vô kỳ phát hiện, hắn thật là thông minh. ư. Ừ. nhìn thấy cái tên này, hai người đồng thời kinh dị một tiếng, ghi chép những này đồ vật tiểu đệ tử là cùng vô kỳ thượng nhân đồng đại trưởng thành ư. cái kia chí ít cũng là bốn năm trăm năm phía trước thuộc sơn tiện bối. tưởng đến này thô ráp trang giấy có thể vượt qua như thế dài dằng dặc thời gian, lại tiếp tục xem xuống dưới trung gian đức quản đều là một ít hài đồng việc vặt, tiếp theo phát triển vì thiếu niên tâm sự. Mắt thấy một vị mấy trăm năm trước tiền bối phát triển, ngược lại thật đúng là có chút kỳ diệu. Thục Sơn Phong hội căn bản chính là cho lục vô kỳ một người xử lý, thủ tịch căn bản không có cái gì tốt tranh giành đi, ta có thể cầm thứ hai đã rất hảo. Sư Tôn nói chỉ tiếc hắn phụ thân là trưởng giáo, bằng không thì hắn như vậy kinh tài tuyệt diễm khẳng định là muốn chấp trưởng Thục Sơn. Thế nhưng ta cảm thấy, nếu như bởi vì hắn phụ thân là trưởng giáo liền cướp đoạt hắn kế nhiệm quyền lực. Có phải hay không không quá công bằng? Nguyên lai ta mẫu thân là khó trách. Vì cái gì? Vì cái gì? Cái này trung gian nên là phát sinh biến cố gì, cách thật lâu mới có phía dưới một thiên ghi chép. Sở Lương Sở Dĩ nhận ra cách thật lâu là bởi vì phía dưới một tờ chữ viết rõ ràng tinh tế trầm ổn rất nhiều nên là một người trải qua một ít năm tháng phát triển. Ta nên như thế nào xử lý? Nguyên lai mẫu thân nhiều năm như vậy một mực bị đặt ở trấn yêu tháp phía dưới. Nguyên lai là vì ta nàng mới. Thải y nói duy nhất có thể đánh phá trấn yêu tháp phương pháp tại. Thần Khư quan. Chương 85, sau sọ não phía trên một tay sở lương hai mắt đồng tử không khỏi chặt lại khương nguyệt bạch trong lòng cũng nhấc lên sóng to gió lớn bọn hắn đều không nghĩ tới tại này ẩn nấp sơn cốc một gian nhà gỗ nhỏ bên trong cư nhiên có thể tiếp xúc loại này cấp bậc bí ẩn sở lương chú ý điểm càng nhiều tại đánh vỡ trấn yêu tháp năm trăm năm trước cái kia một cộc mất đi thần khí đại họa đến nay đều không có người biết rõ xác thực nguyên nhân chẳng lẽ vậy mà cùng nơi đây có quan hệ ư Khương Nguyệt Bạch ánh mắt tức thì hoàn toàn bị thần khư quan ba chữ hấp dẫn. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới hội tại nơi này đột nhiên nhìn đến cái tên này. Trong lòng trí nhớ thoáng một phát bị đánh thức. Sở lương tay tranh thủ thời gian lại hướng phía sau lật ra một tờ, phát hiện đằng sau rỗng tuyết, có một chút trăng cư dạng một vạch nhỏ như sợi lông. Cuối cùng một tờ bị người xé rơi. Hắn chậm rãi nói ra, bất quá phía trước cho ra tin tức đã rất nhiều dựa phía trước câu chữ, lờ mờ có thể chấp vá ra cái kia thuộc sơn đệ tử nhân sinh. Hắn tại thuộc sơn phía trên thổi nhỏ không có gì bằng hữu, mọi người đều không nguyện ý tiếp xúc hắn. Hắn tính cách lại là bay lên bất hảo, cho nên thường chịu sư tôn trách phạt. Tại vô kỳ thượng nhân đồng kỳ cái kia thuộc sơn cường thịnh thời đại có thể bài danh thứ hai. Nói rõ người này thiên phú cũng là đỉnh tim. Sau đó hắn phát hiện một ít sự tình. Hắn mẫu thân bị đặt ở trấn Yêu Tháp phía dưới. Nói rõ tuyệt đối không phải người. Cái này tiền bối là bán yêu. Truyền thuyết người cùng yêu kết hợp sinh hạ hài tử chính là bán yêu, có khả năng loại người, có khả năng loại yêu, nhưng là cuối cùng đều hội hóa thành yêu. Bởi vì yêu huyết nồng nặc trình độ vượt xa nhân huyết, phổ biến truyền lưu thuyết pháp là chỉ cần có một giọt yêu huyết, cái kia liền hội hướng yêu tộc vô hạn dựa sát vào. Dù là đã từng là nhân hình Cuối cùng cũng rất có thể sẽ trở thành yêu. Thục Sơn không biết vì sao thu dưỡng cái này bán yêu hài đồng. Sau đó có người nói cho hắn đánh vỡ trấn yêu tháp phương pháp. Trấn yêu tháp thế nhưng để nhất thần khí, làm sao có thể bị đánh phá? Sở Lương lẩm bẩm nói, người này không phải là lừa gạt hắn a? À? Nếu như là cái khác địa phương, có khả năng là lừa gạt hắn, nhưng nếu như là thần khư quan, Khương Nguyệt Bạch trong mắt mang theo không biết giải quyết thế nào nói không nhất định là thật sự. Đây chẳng phải là cường qua thứ chính cảnh. Sở lương không khỏi cả kinh nói. Có thể đánh phá nhân gian đệ nhất thần khí. Đây chính là liền thứ chính cảnh yêu thần đều làm không được sự tình. Đối với thần khư quan hắn biết không nhiều lắm, đều là một ít giang hồ phía trên da lông lời đồn đãi. Nhưng Khương Nguyệt Bạch rõ ràng biết rõ càng nhiều, thậm chí có chỗ giao tập. Lúc trước Khương Nguyệt Bạch giảng thuật chính mình thân thế thời điểm, còn đối với hắn đề cập qua một ít, bất quá cũng không có thăm đàm. Đối nơi đó nàng một mực tràn đầy kiên kỵ. Khương gia khi đó cũng có đệ bát cảnh cường giả cùng thần khí, tối thiểu cùng Cửu Thiên Tiên Môn đỉnh tiêm chiến lực giống nhau. Khương Nguyệt Bạch nói: "Thế nhưng trận chiến ấy sau đó, cường giả vẫn lạc, thần khí mất tích." Sở Lương trầm mặt một chút. Như thế nói đến cũng là, Khương gia khi đó là có Trảm Thiên Nguyên cấp bậc tồn tại đỉnh tiêm chiến lực thậm chí ví dụ như nay thuộc sơn còn cường. Liền một tia bọt nước đều không có, lại đột nhiên bị theo thế gian lau đi. Loại này đáng sợ tồn tại, nếu như nói bọn hắn có biện pháp có thể đánh phá trấn yêu tháp, tự hồ cũng không kỳ quái. Loại này tồn tại lại vĩnh viễn ẩn nấp tại thần khư bên trong, không biết là vì cái gì. Sở lương trầm năm nói. Những năm này ta một mực tại điều tra thần khư quan sự tình. Ta phát hiện. Khương Nguyệt Bạch chậm rãi nói, truyền thuyết bên trong thứ chín cảnh tại thọ nguyên sắp hết thời điểm đều muốn đi vào thần khư, mà có số rất ít không có đi vào thần khư, đều là ở thần thoại cấp bậc đại chiến bên trong vẫn lạc. Tại này chút chiến đấu bên trong, tự hồ đều có thần khư quan bóng dáng. Chẳng qua là liên quan tới những cái kia thần chiến lịch sử đều đã bị xóa đi, chỉ còn một ít địa phương truyền miệng truyền thuyết, tự như Nam vực thượng cổ tà thần. Cái gì? Nam vực thượng cổ tà thần, chính là cái kia trấn nam vực sơn hình thành truyền thuyết tà thần mang theo dưới trướng vô số yêu ma bị một tòa từ tiên giới rơi xuống ngọn núi trấn sát sở lương tự nhiên cũng nghe qua nhưng đối với loại này cực kỳ khoa trương thượng cổ truyền thuyết không có quá mức tinh thật chẳng lẽ có khả năng là thực ư dạng này nói đến hắn đột nhiên nhớ tới chính mình tại thương long bí cảnh bên trong nhìn đến bích họa long thần tại cuối cùng một hồi đại chiến bên trong xuất hiện mấy cái nho nhỏ bóng người Oanh! Không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ cơ hội, vách núi đầu kia đột ngột truyền đến cường liệt tiếng oanh kích, liên tiếp hai tiếng. Sau đó cả tòa núi vách tường ầm ầm nổ tung. Nửa người tàn khu vô cùng giữ tận hắc bào nam tử vọt vào, hai mắt đỏ bừng, Cương nhiên giấu tại nơi này, nguy hiểm thật gọi các ngươi chạy thoát. Mắt thấy bị hắn giết tiếng sơn cốc nhỏ này, sở lưng lúc này kêu, lão phí. Đi ra làm việc. Chỉ thấy khói xanh lượn lờ, vẻ mặt suy tướng lão phí hiện ra rõ ràng, ta tiểu tổ tông ai, cái này không phải ta có thể đối phó. Đều là nửa cái đệ lục cảnh, hắn thừa trái phải một nửa, ngươi thừa bên trong bên ngoài một nửa, có cái gì không đối phó được. Sở lương nói, đỉnh lập tức có thể. Tại gọi ra lão phí sau đó, hắn không có chần chờ, mà là lập tức đưa tay hướng lên trời, phát ra hô hoáng. Siêu, siêu, một tử một thanh hai đạo kiếm quan trước sau bay tới bây giờ tại thuộc sơn phạm vi bên trong hắn tâm niệm khẽ động có thể gọi tử thanh song kiếm lão phí cũng chỉ có thể cường đánh tinh thần bay ra nhà gỗ cao giọng nói tưởng động sở lương phải trước qua lão phu cái này nhất quan dứt lời đưa tay chỉ một cái hát bào nam tử phạm vi mười trượng ngươi không được gần tiên pháp ngôn xuất pháp tùy cái này đạo nho gia tiên pháp cường đại chỗ ai ai cũng biết như thế một lời hát bào nam tử thân hình kẹt tại mười trượng bên ngoài, không thể lại gần một bước. Nhưng thấy hắn giữ tận cười chút, sau đó đưa tay hư nắm, đón lấy hướng phía trước ném một cái. Chiếu u u, một đạo trường mâu hư ảnh lăng không hiện ra, trong nháy mắt xuyên thủng lão phí hồn thân thể. a, à, lão phí kêu thảm một tiếng, hồn thân thể lúc này bị đinh đến mấy chục trượng bên ngoài vách núi phía trên, trong nháy mắt lung lay muốn tán hắn giờ phút này chiến lực cùng đệ lục cảnh đỉnh phong cường giả so lên tới, còn là kém nhiều. Dù cho hắc bào nam tử đã chịu trọng thương, cũng hoàn toàn vô pháp cùng hắn địch nổi. Lão phí tuy nhiên ngược lại, ngôn xuất pháp tùy uy lực vẫn tại, hắc bào nam tử không thể hướng phía trước, vì vậy khoát tay, bành, cả tòa nhà gỗ trong nháy mắt băng tán, lộ ra bên trong sở lương cùng khương nguyệt bạch, chẳng qua là giờ phút này sở lương trước người, bao quanh tử thanh hai đạo kiếm quan à, ta không tin ngươi còn có thể khu động thanh tác kiếm. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói ra. Vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy sở lương vung ra một kiếm, bị rút khô một thân khí hải, khí hải khô cạn như thế nào dễ dàng như vậy khôi phục. Sở lương kỳ quái mà nhìn xem hắc bào nam tử. Tự hồ xem không hiểu hắn tự tin. Này một lần, hai tay của hắn niêm lên kiếm quyết. Ta không chỉ có thể khu động thanh tác kiếm, còn có thể tăng thêm tử dĩnh kiếm sở lương trầm thấp quát to một tiếng song kiếm hợp bích suy suy hai thanh thần kiếm trong khoảnh khắc cắt vỡ trời cao cùng ngày xoay quanh đang vào có thần dị hào quang nở rộ phản phất nương theo lấy thiên môn mở ra thanh âm không chỉ là hát bào nam tử liền một bên khương nguyệt bạch đều đồng tử kịch chấn lúc này mới bao nhiêu trong chốc lát hắn liền tử dĩnh kiếm kiếm quyết cũng tu luyện thành không chỉ là luyện thành song kiếm hợp bích độ khó muốn so đơn độc khu sử bất luận cái gì một thanh thần kiếm đều khó gấp mấy lần cái này đều có thể làm đến sở lương nhanh mỗi lần đều có thể đổi mới nàng nhận thức hạng mức cao nhất sở lương hai con ngươi băng lãnh ngự sử song kiếm vừa rồi đoạn này thời gian hắn xác thực đem tử dĩnh kiếm quyết cũng nắm giữ bởi vì hai đạo kiếm quyết có rất nhiều dị khúc cùng công chỗ nắm giữ một đạo đạo thứ hai cũng sẽ hơi mau một chút sở dĩ khu sử song kiếm hợp bích, cũng là bất đắc dĩ chi cử. Bởi vì vừa rồi cũng nhìn đến, lấy hắn tu vi mặc dù ngự sử một thanh thần kiếm. Cũng không nhất định có thể tất sát cái này hát bào nam tử. Nếu là một kiếm không trúng, chính mình lại hội trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Đến lúc đó còn lại Khương Nguyệt Bạch một mình đối mặt người này, liền sinh tử khó liệu. Cho nên hắn mới cưỡng ép thúc dục song kiếm hợp bích. Âm âm, chỉ thấy sông kiếm tụ hợp, hồng quang vô hạn, lẫm lẫm chi gian phản phất thần phạt hàng thế. Một đạo đẹp mắt thần quang từ trên trời giáng xuống, mang theo nào đó số mệnh giống như sát phạt chi lực. Hắc bào nam tử thậm chí vô pháp né tránh, chỉ cảm thấy theo linh hồn chỗ sâu bắt đầu phát ra rung rẩy. Cái này là thần kiếm chi uy. Chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô ích. Bị khóa định cũng chỉ có thể chờ đợi tử vong. Hàng lâm chiếu u u. Bành, sáng chói cầu vòng tại hắc bào nam tử đỉnh đầu đột ngột nổ tung, phản phất một tràng long trọng khói lửa, thấy được hắn đồng tử điên cùng địa chấn. Lập tức, khói lửa bên trong liền truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm. Người oa nhi 72 bái đều bái rồi, thế nào khẽ run rẩy sẽ không rồi. Này là hùng kiếm thanh âm. Đừng trách oa nhi đi, hắn này cũng là lần thứ nhất tắc có thể kiên trì lâu như vậy đều giỏi quá rồi thư kiếm cũng nói cái kia hiện tại lan cái xử lý đi lại đến một lần hắn khẳng định thì không được rồi hùng kiếm lại nói chỉ thấy sở lương ngồi liệt trên mặt đất trên mặt mang theo cười ngượng ngùng hiển thị rõ suy yếu nguyên lai like vừa rồi ngay tại sông kiếm hợp bích cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt hắn khống chế còn là chống đỡ không nổi ầm ầm sụp đổ ra tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân khả năng là bởi vì lần thứ nhất chấp chưởng như vậy cường đại lực lượng hoàn toàn vượt quá tự thân cảnh giới cái loại cảm giác này là rất khó nói rõ hơi có kém trì liền hội rời tay nếu như lại đến một lần khả năng liền hội tốt hơn nhiều nhưng là không có lại đến một lần cơ hội hát bào nam tự trải qua vừa rồi sợ hãi giờ phút này lại toàn bộ đều chuyển hóa thành phẫn nộ trong mắt nhìn qua sở lương cái này con kiến hôi giống như đệ tứ cảnh cương nhiên mang đến cho hắn mấy lần mạo hiểm phải đem hắn rút gân nhổ hồn mới có thể giải trong lòng mối hận. Ngay tại hắn muốn ra tay ngược sát trước mắt hai người thời điểm, đột nhiên cảm giác đến chính mình đầu bị người đè lại, sau sọ não thêm một con bàn tay. À, là ai có thể như thế đột nhiên mà đi vào chính mình bên người? Hắn thần thức đảo qua, chỉ nhìn đến một cái mặt hồng y cao gầy nữ tử thân ảnh, một tay ấn chính mình đầu, trong miệng thở phào nói, khá tốt tới kiệt sở lương nhìn xem này nữ tử thân ảnh cũng lộ ra một tia yên tâm thần sắc vừa rồi thanh tác kiếm không tại bên cạnh hắn chính là bị hắn phái đến thông thiên phong đi thỉnh cứu binh từ tử dương cùng lăng ngạo tuy nhiên cũng trở về nhưng là bọn hắn tìm không thấy chính mình phương vị thanh tác kiếm lại có thể dựa vào khí mạch liên hệ tại thuộc sơn phía trên có thể tùy thời tập trung chính mình vị trí dễ dàng hơn tới cứu cho nên thanh tác kiếm trở về thời điểm nên là có thể vì cứu binh chỉ dẫn phương hướng sư tôn quả nhiên tới đúng là đế nữ phượng từ trên trời giáng xuống một thanh ấn trụ cái kia hát bào nam tử đầu lâu nồng nặc tử triệu lại lần nữa vọt lên trong lòng có thể dễ dàng như thế khống chế trụ chính mình tất nhiên là đại năng cường giả muốn lấy chính mình tính mệnh cũng liền tại ngay lập tức chi gian hát bào nam tử chỉ cảm thấy chính mình vô pháp phản kháng Bất luận cái gì một tia chân khí lưu động đều có khả năng đưa tới đối phương sát thủ, hắn chỉ có thể vội vàng giơ tay lên, cao giọng nói, đừng giết ta, chuyện gì cũng từ từ. Hứ! Để nữ phượng khinh thường cười cười. Tử kim sắc hỏa diễm ầm ầm chi gian lan tràn, đem cái kia hắc bào nam tử trong nháy mắt đốt đi cái sạch sẽ, một tia cho tàn đều không có lưu lại. Nói mẹ ngươi! Chương 86: Thanh Thiên Kỵ Bạch Long. Sư Tôn. Sở Lương vội vàng đón đi lên. Quả nhiên tại đánh nhau phương diện này, Sư Tôn vĩnh viễn sẽ không làm chính mình thất vọng, có thể nói là gọi chi tức đến, tới chi có thể chiến, chiến chi có thể thắng. Ta tại mặt kia đánh cho đang vui vẻ đâu, thanh tác kiếm linh đột nhiên qua tới nói ngươi có nguy hiểm, ta tranh thủ thời gian liền qua tới. Đế nữ phượng đầy mắt đều là tinh quang cả người trạng thái nhìn đi lên cực kỳ phấn khởi, ngươi không có việc gì à? Không có việc gì ta còn phải nhanh chút chạy trở về. Nàng giờ phút này toàn thân hỏa diễm nhảy động. Lộ ra khó mà kiềm chế vội vàng, trong mắt ánh sao lập lòe quả thực đâm người. Sở lương tại ngân kiếm phong đã lâu như vậy, còn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy tinh thần sư tôn. Nhìn tới là khó được gặp được một lần loại này đại trang diện, hoàn toàn đem nàng trong xương cốt thiên tính phóng thích ra tới. Sở lương đem cái kia vốn hoàng sắc thư sách đưa lên, nói, đệ tử tại này vân hại phía dưới phát hiện một ít bí ẩn. Đế nữ phượng thần thức quét qua, cũng không nhìn kỹ, vội vàng thu hồi nói, chữ quá nhiều, trở về tìm cái có đầu óc xem. Ngoại trừ đối chính mình thanh tĩnh nhận thức. Nàng càng nhiều còn là vội và phản hồi chiến trường, không tưởng bỏ qua quá lâu. Đế nữ phượng muốn chiến đấu, xem nàng bộ dạng này vội vàng bộ dạng, sở lương vội vàng lại hỏi, thông thiên phong thế cục còn hảo ư. Bầu trời chiến đấu chúng ta không xen tay vào được, trên mặt đất chiến đấu chiếm thượng phong, cũng nhờ có ngươi tình báo, những cái kia minh vương tông người bị chúng ta đánh trở tay không kịp. Đế nữ phượng đáp. Nàng theo như lời bầu trời chiến đấu, tự nhiên là chỉ để bát cảnh chi gian, đó là ngay cả nàng cũng chỉ có thể nhìn lên. Hơn nữa ước mơ cao đoan chiến cuộc tại để bác cảnh trở xuống, Thục Sơn đích thật là chiếm cứ lấy ưu thế. Sở lương có chút vui mừng, như thế liền không uổng hắn vất vả nằm vùng một hồi, cũng có thể nhìn ra tình báo tại chiến đấu bên trong tác dụng. Lấy hắn đệ tứ cảnh tu vi, lại cố gắng lại có thể giết được mấy cái ma tu. Thế nhưng như thế một cái nho nhỏ tình báo, có thể vì Thục Sơn đệ tử giảm bớt cực lớn thương vong. Hắn đã nói nói, nếu là thông thiên phong thế cục ổn định, sư tôn không bằng đi trước kiếm hạp phong đi một chuyến, truyền kiếm trưởng lão đang tại nơi đó cùng Bắc minh điện chủ giao thủ. Tuy nhiên lúc trước là truyền kiếm trưởng lão chiếm cứ thượng phong, nhưng là Bắc minh điện chủ dù sao cũng là thành danh nhiều năm để thất cảnh cường giả, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị, nếu là tiếp tục đơn đấu, nói không chừng truyền kiếm trưởng lão cũng có nguy hiểm. Không bằng nhượng sư tôn đi qua, trước tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt một chỗ đến lúc đó giải phóng ra truyền kiếm trưởng lão cùng một chỗ đi thông thiên phong chủ chiến trận, trợ lực càng lớn. Kiếm hạp phong đúng không? Đế nữ phượng ngắm nhất nhãn, không có vấn đề. Lời còn chưa dứt, nàng sau lưng cặp kia hỏa giựt mở ra. Cả người âm âm liền hóa thành một trận ánh lửa thẳng đến Tây Nam, lưu lại một phiến mang theo thiêu cháy cảm giác không khí. Đế nữ phượng sư thúc. Khương Nguyệt Bạch nhìn xem cái kia đoàn hỏa, chớp chớp hai mắt, hảo liều. Ha ha. Sở lương cười ngượng chút, vì thủ hộ thuộc sơn nàng luôn luôn là liều mạng như vậy. Khi nói xong lời này hắn chính mình đều có vài phần xấu hổ. Đương thuộc sơn có nguy hiểm lúc, để nữ phượng tuyệt đối trước tiên xong đi lên giải quyết nguy hiểm, nhưng là đương thuộc sơn không có nguy hiểm lúc, để nữ phượng có lẽ chính là nguy hiểm lớn nhất. Ánh mắt lại chuyển hướng thông thiên phong, hắn liền còn nói thêm, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi qua a. Khương Nguyệt Bạch nhìn xem hắn, hỏi, ngươi còn có thể ư? Sở lương vừa rồi thi triển một lần thanh tác kiếm, ấn đạo lý mà nói nên đã khí hải khô cạn, thế nhưng loại này tình huống phía dưới, hắn cư nhiên còn có thể lại thi triển một lần song kiếm hợp bích, đã là rất làm cho người khiếp sợ sự tình. Nếu như hắn hiện tại còn có thể lập tức chạy về thông thiên phong lại tham dự chiến đấu, vậy cũng thật sự là khó mà tưởng tượng bền bỉ. Sở lương đáp, ta làm sơ điều tức liền hảo song cực phẩm kim đang tăng thêm long huyết kết tinh tồn tại, hầu như có thể nhượng hắn thủy chung bảo trì đỉnh phong trạng thái. Dù là vừa rồi lại bị rút khô khí hải, cũng chỉ lại cần một lát thời gian liền có thể quay lại. Tốt. Khương Nguyệt Bạch cũng không có nhiều xoắn suýt, nếu như hắn nói có thể, nàng kia tự nhiên liền tin tưởng. Sở Lương khẳng định không phải cái loại này hội mù quán xính cường người. Hai người lúc này kề vai sát cánh hướng thông thiên phong bay trở về đi thế nhưng vừa mới đứng dậy, chợt nghe bên kia truyền đến một hồi nổ mạnh, âm ầm khí lãng bọn hắn cách xa như thế đều có thể cảm nhận được. Ngay sau đó là một phen trời đất quay cùng cảm giác, hoảng hốt chi gian tự như cái này thế giới đều điên đảo. Cái này. Sở lương nhìn thông thiên phong phương hướng, trừng lớn con mắt. Đây là nhân lực có khả năng làm đến. Từ khi cái kia giữ tận gương mặt từ đám mây hiển lộ sau đó, thuộc sơn trên không liền phản phất cái lồng tráo một tầng bóng mờ, mây đen áp thành, cực lớn áp lực chậm rãi trầm xuống. Âm âm tiếng sấm không ngừng. Thời gian dần trôi qua, địa tàn chân thân cái cổ, lồng ngực, cánh tay. Đều chậm rãi từ đám mây hiển lộ, nó quanh thân đều cúng quanh lấy vô số đen kịt vừa thô vừa to khắc đầy phụ lục xiền xích. Đều liên tiếp đám mây phía trên, muốn đem nó kéo túng trở về nhưng hàng ngàn hàng vạn xiềng xích cũng vô pháp hạn chế hành động của nó. Theo địa tàng chân thân ép xuống, thuộc sơn 36 phong đều bắt đầu phát sinh kịch chấn, chân núi rung động lắc lư, ngọn núi băng toái. Có thể suy ra, nếu là nó hoàn toàn áp bách xuống tới, cái kia thuộc sơn 36 phong khó thoát núi hủy người vong kết cục. Cả phiến liên miên sơn mạch đều sắp bị san thành bình địa. Rầm rầm rầm, văn nguyên thượng nhân tự nhiên sẽ không mắc thấy này sự phát sinh, hắn tay áo vung lên, chỉ bất quá nhẹ nhàng một động tác, liền lũng lên đầy trời tầng mây. Trong khoảnh khắc thanh không như giặc rửa. Vạn dặm không mây. Cả tòa địa tàng chân thân đều hiển lộ ra, nhưng thấy kia vắt ngang trên không, khổng lồ vô cùng. Đầu chân chiều cao cư nhiên thật có thể cùng cả phiến thuộc sơn không sai biệt nhiều. Chẳng qua là bị vô số xiềng xích kéo dắt lấy, vô pháp lập tức áp xuống đến, mà những cái kia xiềng xích căng bộ đều hợp với từng phiến hát sắc hư không cái này khủng bố pháp khí hiển lộ ra lập tức đối phía dưới tất cả mọi người tâm thần tạo thành cực lớn trùng kích nguyên lai like cái này là nhân gian trước mười thần khí chỗ đáng sợ Vẻn vẹn là một tia cảm giác áp bách đều có thể làm thường nhân can đảm đều nứt mà văn nguyên thượng nhân ngăn tại kia phía trước nhỏ bé giống như một hạt bụi bặm có thể hắn lại không sợ hãi chút nào mà giơ tay lên vừa rồi lũng lên một trời mây đen trong nháy mắt lại phóng đi ra. Chẳng qua là trên không lại hóa thành một thanh cự kiếm. So sánh với yến đạo nhân thi triển qua kình thiên nhất kiếm, còn muốn lại lớn gấp trăm lần. Là chân chính có thể cảm động cái kia địa tàng chân thân vân thân cự kiếm. Nhưng cái này cùng kình thiên nhất kiếm còn bất đồng, so với hữu hình kiếm khí, cái này đem vân kiếm ẩn chứa càng nhiều là đạo vận. Tu tiên giới đều nói để thất cảnh trở xuống liều chính là thần thông, đệ thất cảnh trở lên liều chính là đại đạo. Nhưng kỳ thật đệ thất cảnh cùng đệ bát cảnh còn có thật lớn bất đồng. Đệ thất cảnh đều là tu lấy đơn nhất đại đạo, mà đệ bát cảnh chấp trưởng thiên nguyên giả, đều đã bắt đầu đem nhiều loại đại đạo dung hợp, khai sáng thuộc về chính mình một phương thiên địa. Bọn hắn mỗi một lần nho nhỏ va chạm, đều phản phất ẩn chứa hai cái thế giới đụng nhau. Âm âm, ngày hôm nay, Tây Nam đại địa mọi người chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể mắt thấy một hồi phản phất thiên thần chi gian chiến đấu. Cực lớn kiếm cùng cực lớn pho tượng, đương vân kiếm tới người lúc. Một mực phản phất tử vật địa tàn chân thân đột nhiên động. Nó không còn là thẳng tắp mà ép xuống, giơ lên hai tay. Đương nó có cái động tác lúc, đầy trời sấm sét vang đến mức tận cùng. Vô tận xiền xích phát ra rầm rầm chói tai tiếng vang, không trung khí lãng cuồn cuộn. Đại địa chấn động không ngừng thần khí chi uy. Bành, địa tàng chân thân sông trưởng kẹp lấy văn nguyên thượng nhân vân kiếm, hơi chút dằn co sát na, đem âm âm đập vỡ. Nhưng những cái kia tràn lan vân lại không có trôi qua, mà là một lần nữa hướng phía trên tụ hợp, rất nhanh tại địa tàng chân thân phía trên một lần nữa tụ hợp thành một đoàn liên miên núi cao hình dạng. Cái kia hình dạng, cùng phía dưới thuộc sơn 36 phong hoàn toàn giống nhau. Tại vân sơn thành hình sát na, văn nguyên thượng nhân khẽ đảo tay, thiên địa đột ngột đảo ngược. Chính là cái này trong nháy mắt, xem tại sở lương cùng Khương Nguyệt Bạch trong mắt, nhượng bọn hắn lần thứ nhất cảm thụ đến đệ bát cảnh rung động. Văn nguyên thượng nhân bản thân chi lực, cư nhiên nhượng cả tòa thiên địa phát sinh đảo ngược. Thục sơn phía trên tất cả mọi người chẳng qua là hoảng hốt một chút, vị trí vị trí không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Toàn bộ thế giới, phía trên biến thành phía dưới địa biến thành thiên. Đảo ngược nhân gian. Sở lương rất nhanh ý thức được, cái này nên không khả năng là chân chính đảo ngược nhân gian. Nên chẳng qua là lấy thuộc sơn làm cơ sở sở nào đó đại thần thông, khả năng cùng loại huyễn thuật. Chẳng qua là bởi vì văn nguyên thượng nhân quá cường, cho nên mới cảm giác như là đảo ngược thế giới chân thật. Tại này một tay bên trong, toàn bộ thế giới duy nhất không có bị đảo ngược đúng là địa tàng chân thân nó nguyên bản là ép xuống hướng chân chính thuộc sơn đảo ngược sau đó đột nhiên biến thành áp hướng này tọa đám mây tụ hợp thành thuộc sơn như thế đến một lần chân chính thuộc sơn bị áp lực trong nháy mắt biến mất đại địa chấn động cũng yên tĩnh xuống tới nên là văn nguyên thượng nhân lo lắng đại chiến lệnh thuộc sơn căng cơ băng toái lúc này mới thi triển này pháp chuyển di địa tàng chân thân áp lực địa tàng chân thân không hiểu bị trở mình nó cũng lập tức làm ra đáp lại toàn bộ thân thể không hề ép xuống mà là trên thân hướng phía trên phát lực. Nó muốn đứng lên tới. Nó mỗi một động tác đều hội đưa tới thiên địa rung động lắc lư, vô tận xiền xích liều mạng kéo túng, cho nên muốn đứng người lên đều vô cùng khó khăn. Một mực khao phí một lát thời gian, mới rốt cục tại đám mây đứng thẳng người. Địa tàng chân thân đứng lên tới. Trong thiên địa vừa mới trì hoãn phí dưới uy áp lại lần nữa siết chặt. Mà tại này trong lúc, văn nguyên thượng nhân cũng không phải đều không có động tác hắn lật tay một điểm cô huyền phong nói chân long giúp ta lúc trước chân long phủ xuống thời giờ vì không nhượng nó xông tới thục sơn liền nhượng nó một mực chiếm giữ tại cô huyền phong giờ phút này thục sơn gặp nạn trấn áp khí vận chân long cũng không muốn lại ngồi xem không để ý tới một mực tại sao động mà đánh thẳng vào cấm chế muốn tham chiến văn nguyên thượng nhân cái này một ngón tay cũng cho nó cởi bỏ tất cả hạn chế. Rống, nương theo lấy một tiếng rồng ngâm, uống công nhưng có khí thế bạch long vạch nước mà ra, cái này vừa hiện thân lập tức hòa tan vô cùng âm sát chi khí. Văn Nguyên Thượng Nhân một bước bước đến bạch long đỉnh đầu, do nó mang theo hướng phía trên vội sông mà đi. Trạm trạm thanh không, đạp long phi thiên. Thanh thiên kỵ bạch long. chương 87, Vân Hải hiện kim bằng. Đương thông thiên phong đại chiến hừng hực khí thế thời điểm, ngân kiếm phong cũng nên tới hai vị khách không mời mà đến. Khá lắm. Hóa thành nữ tử bộ dáng kỳ kình tiên nhân nhìn xem sở lương gieo trồng vườn, phát ra tự đáy lòng cảm thán. ta nghĩ đến hắn khả năng chủng rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên có nhiều như vậy. Mà hóa thành tiểu nam oa khương quả đã muốn điên, con mắt đỏ bừng bộ dạng liền cùng đế nữ phượng trông thấy ma tu tự như chi hoa kêu loạn liền tưởng xong đi vào ăn kỳ kinh tiên nhân lần này cũng không ngăn cản chẳng qua là nói thưa dịp không ai ăn mấy ngùng được rồi chúng ta chủ yếu còn là hái một ít trở về cấy ghép nói xong lời này hắn lại quay đầu nhìn xem một bên trừng mắt to kim mau hống nói ra ngoan ngoãn đó a à, ngần kiếm phong lúc không có người kim mau hống bình thường là phụ trách tại nơi này giữ nhà nó cũng rất tốt thực hiện chính mình chức trách. Toàn bộ hành trình nhìn xem trong nhà tặc. Cũng là không phải nó không tưởng thủ hộ quả viên, chủ yếu là trước mắt hai cái này tặc nhìn đi lên quá hung, nó căn bản không dám có động tác. Nếu tới chính là phổ thông tiểu mau tặc, kim mau hống tuyệt đối nhượng đối phương biết rõ biết rõ để lục cảnh hung thú hàm kim lượng. Đã để lục cảnh rồi, lại nếm qua tấn linh đan, tấn thăng tiềm lực nên không lớn kỳ kinh tiên nhân đi đến kim mau hống bên cạnh, sờ sờ nó dịu dàng ngoan ngoãn đầu to, nói, ta cũng không lấy không hắn trái cây, giúp ngươi nền một chút cảnh giới, lưu lại một điểm tương lai có thể tấn thăng hạt giống, cũng không tính toán chiếm tiện nghi. Dứt lời, tay phải hắn sáng lên kim quang, nhẹ nhàng tại kim mau hống lưng trạch một đạo, giống như là nào đó ấn ma thủ pháp. Kim mau hống lập tức nằm sắp ngã xuống đất, nhắm mắt lại, còn phát ra thoải mái rầm rì âm thanh để thất cảnh kim mau hống có chút hiếm thấy. Về sau nếu là ngươi có thể tấn thăng, nhớ rõ cảm tạ ta. Kỵ kình tiên nhân vỗ vỗ đầu lớn. Kim mau hống lại mở mắt ra lúc, nhìn hướng ánh mắt của hắn tràn ngập cảm kích cùng thân thiết, hận không thể duỗi ra đầu lưỡi lớn liếm đối phương một trận. Vừa rồi kỵ kình tiên nhân vì nó chạy vuốt pha tạp, hỗn tạp khí mạch, nên đệ lục cảnh cơ sở, lại lưu lại một chút để thất cảnh hạt giống linh thú tu luyện hệ thống cùng nhân loại bất đồng lại hướng phía trên tấn thăng cũng không cần vấn đạo phức tạp như vậy đốn ngộ chỉ cần có đầy đủ cô động lực lượng liền có thể đạt tới mà cái kia một tia lực lượng hạt giống có thể nhượng nó cảm nhận được chân chính để thất cảnh lực lượng là cái dạng gì có thể giảm bớt rất nhiều công phu phen này thao tác xác thực nhượng nó cưỡng ép bị cất cao đến đệ lục cảnh hầu như lại không có gì tiền đồ tu vi tại biến cường ngoài lại có tấn thăng khả năng rất nhanh làm xong việc, hắn đang muốn lại tiếng gieo trồng vườn đi cấy ghép kim văn hoa, liền cảm nhận được thông thiên phong truyền đến khủng bố khí lãng. Đúng là văn nguyên thượng nhân đảo ngược thiên địa cái kia một tay. Có thể a à, kỳ kình tiên nhân nhìn xem này một màn. Cảm thán nói, nếu như không có thần khí chi kém, trưởng giáo nên có thể thắng, có thể dưới mắt đi. Hắn trong mắt hiện lên một chút do dự, tự hồ tại xoắn suýt cái gì. Liền tại này lúc, phía chân trời đột ngột lại sáng lên một đường hy quan, hắn cảm ứng đến này đạo thần quan, ánh mắt đột ngột sáng ngời. Nguyên lai có chuẩn bị ư. Bành, cự hung đào ngột tại thông thiên phong phía trên tàn sát bừa bãi, những nơi đi qua tất cả đều sang thành bình địa. Thục sơn đệ tử hết thảy tránh ra. Một thân hắc y tư luật trưởng lão hét to một tiếng, thân thể lóe lên, lăng lệ ác liệt rơi vào đào ngột hơi nhiên. Tay phải ấn tại trên mặt đất. Lúc này có một đạo kim quang đem đào ngột vòng lên tới, tại nó dưới thân làm thành một đạo quang hoàng, đào ngột lại hướng phía trước lúc, ầm ầm đụng lên một đạo vô hình bích lũy. Tiên Pháp, Họa Địa Vi Lao Này Pháp cùng lão phí thi triển ngôn xuất Pháp tùy có chút giống nhau, khác nhau ở chỗ ngôn xuất Pháp tùy cách dùng càng nhiều, có thể có càng nhiều biến hóa. Mà Họa Địa Vi Lao chính là thuần túy giam cầm, đơn thuần khống chế mà nói hiệu quả càng cường nhưng đào ngột khổng lồ thân hình đụng đi lên thời điểm, còn là nhượng đạo kia kim sắc quan quyển một hồi chấn động. Tư luật trưởng lão hai tay một ấn, chân khí dũng động, nhất thời có vô số kim sắc xiền xích theo trên mặt đất vọt lên, đem đào một thân hình gắt gao cuốn lấy. Rốt cục đem cái này cự hung khống chế trụ. Nhưng xem nó dãy dù biên độ, đầy người xiền xích rầm rầm vỡ vụn rung rẩy, nên không ra ba hơi thở có thể dãy dùa. Có thể một hơi cũng liền đủ rồi. Giữa không trung yến đạo nhân cầm lên tiêu vân cổ kiếm, sớm đã xuất thế chờ phát động. Mắt thấy đào ngột bị khống chế được, nàng lập tức đuổi kịp một cái tới cường kiếm quyết, kinh thiên nhất kiếm. Suy, cực lớn kiếm quan ngang nhiên chém rụng. Đào ngột tự hồ ý thức đến cái gì, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Quanh sát sát, quanh người kim quan xiền xích bắt đầu nổ tung. Nhưng đã chậm. Kiếm quan trảm tại đào ngột da thịt phía trên, thậm chí xuất hiện trong nháy mắt trì trệ, liền bạch cốt sơn đều có thể đơn giản xuyên thấu kình thiên nhất kiếm, cương nhiên vô pháp lập tức trảm phá đào ngột thể xác. Suy suy suy, giữa kiếm khí cùng đạo vận ma diệt, kiếm quan rốt cục chém vào đào ngột thân hình, đem nó nửa người như vậy đâm thủng. Nhưng này một kiếm lại không cũng vô pháp triệt để giết chết nó, chỉ có thể cho nó mang đến trọng thương. Ngược lại kích phát vật ấy ngạo ngoan chi tính. Ngao, đào ngột trung trời một trống, bằng toái kiếm quang, tiên huyết phun lưng chừng núi. Liền đương lúc này, phía chân trời thanh sắc dòng sông uống lượng qua tới, nhìn thấy trên sông một thuyền lá lên đên, thuyền bên trong tựa hồ có một đạo cô tịch bóng người. Thanh Hà dựa gần về sau, người nọ dơ lên một cây tuyệt bút, nhẹ nhàng huy sái, nhất thời có một bọc hát sắc nước sông dơ lên dội đến đào ngọc trên người. Cái này nhượng đào ngột càng thêm căm tức, liền mà vung ngược lại một tòa lầu cát cái kia hát sắc nước sông vòng quanh đào ngột chuyển một vòng lại ly khai cương nhiên lăng không lại tụ hợp thành đào ngột hình dạng trong nháy mắt hát quang lập lòe không thấy nước chảy tại chỗ lại thêm chỉ giống nhau như đúc cự hung đào ngột đang thanh điện chiêu thức ấy thần hồ kỳ kỷ hóa ra đào ngột liền chiến lược đều hoàn toàn cùng cấp khó phân biệt thật giả tại có hạn thời gian bên trong cái này hoàn toàn chính là sáng tạo ra lại một chỉ đại đạo hung thú loại này thường cổ hung thú chiến lực cực cường, tuy nhiên không đến được chấp trưởng thiên nguyên tầng thứ, nhưng đối với đệ thất cảnh vấn đạo cường giả mà nói lại cực kỳ khó giải quyết. Không phải bình thường đơn đã độc đấu có thể đối mặt. Hơn nữa dù cho là vài tên đệ thất cảnh liên thủ, cũng có khả năng hạn chế không ngừng nó phá hư. Những này hung thú phản phất chính là vì sát phạt phá hư mà sinh. Nguyên bản chiến cuộc phía trên, thuộc Sơn là chiếm cứ ưu thế. Thục Sơn phía trên đệ thất cảnh cường giả chừng hơn 10 vị, tại cửu thiên tiên môn bên trong cũng coi như nhất lưu. Mà Minh Vương Tông phía trước không lâu vừa mới tao ngộ trọng thương, mất đi tả hữu hộ pháp hai đại chiến lực, lần này rơi xuống đất đệ thất cảnh cường giả chỉ có bốn điện điện chủ. Nếu không phải bạch cốt điện chủ lại khu sử dụng ra mấy cổ cường đại kim sắc thi thể, phía dưới chiến đấu hoàn toàn liền hội thiên về một bên. Những cái kia kim sắc thi thể, chính là khi đó Minh Vương Tông theo phi tiên lăng tẩm cướp đi đại năng thi cốt, trải qua luyện chế sau đó trở thành đủ để so sánh để thất cảnh chiến lực. Nhưng những này thi cốt vừa ra, những cái kia chưa rời xa chưa tiên môn xem lễ người lập tức cũng phẫn nộ lên tới, nhau nhau gia nhập chiến đoàn. Minh Vương Tông đệ tử nhân số tuy nhiều, cao đoàn chiến lực lại ít, tăng thêm vừa lên tới liền tao ngộ nhất luân đánh lén. Giờ phút này đang tại hỗn loạn bên trong, hoàn toàn phân không rõ địch ta trong lúc nhất thời bị giết được đại bại thua thiệt. Nếu là bầu trời Minh Vương Tông chủ không thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cái kia phía dưới Minh Vương Tông đệ tử đoán chừng rất nhanh liền muốn tan tác. Đương nhiên, mà môn cao tầng cũng sẽ không để ý tầng dưới chót chết sống. Chuyến này bọn hắn đến, chắc hẳn cũng đã cầm đến đầy đủ thù lao. Về phần phía dưới tầng dưới chót ma tu, chết lại mời chào chính là... Ma môn có thể nhượng rất nhiều thiên phú giống như người tu luyện tốc độ sánh vai thiên tài, cũng có thể nhượng bọn hắn đạt tới nguyên bản không đạt được cảnh giới. Chỉ cần cái này hai điểm không thay đổi, cái kia trên đời vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết chỉ vì cái trước mắt, tâm thuật bất chính chi nhân. Chỉ cần có thể chiến thắng văn nguyên thượng nhân, cái kia phía dưới lại thảm bại cũng không có quan hệ. Đối mặt với kỵ long trùng thiên văn nguyên thượng nhân, địa tàng chân thân chỉ chậm rãi duỗi ra một ngón tay cái này một ngón tay mang theo ma diệt thiên địa đại đạo sát khí ngập trời. Liền cái này một ngón tay, có thể sụp đổ vô số núi cao. Chung quanh hư không từng trận vỡ vụn. Văn Nguyên Thượng Nhân không có cùng hắn lực địch. Mà là khống chế Bạch Long trong nháy mắt biến mất. Thân hình lại xuất hiện lúc, đã là tại địa tàng chân thân đỉnh đầu. Một chiêu này cùng súc địa thành thốn cùng loại, nhưng là càng thêm mờ mịt, giữa đường phản phất là xuyên toa đến một cái thế giới khác là chân chính, vô cự, chi đạo. Này cũng là văn nguyên thượng nhân ngự chân long làm tọa kỵ nguyên nhân, chân long chính là thế gian chân linh, có thể nhượng hắn đại đạo chi thuật càng hảo thi triển. Xuyên toa sau đó, hắn không có đối địa tàn chân thân triển khai công kích, mà là đưa tay một ấn, cả phiến không gian khoảnh khắc trầm xuống. Phản phất bị cái gì đồ vật khóa lại. Ngay sau đó, chỉ thấy phía chân trời lộ ra một vòng mới hy quan. Mới đầu là một luồng, nhưng rất nhanh hóa thành kim quang vạn trượng. Một chỉ có thể lưng đeo sơn hải khổng lồ kim sĩ đại bằng từ viễn thiên xuất hiện, trên lưng ngoại trừ đông đảo khắp cả người kim quang tăng lữ bên ngoài, còn có một tòa Phật quan mênh mông vạn trượng liên đài. Liên đài phía trên ngồi ngay ngắn một gã lão tăng, đang nhắm mắt tụng kinh, trầm thấp kinh văn thanh âm vang vọng thiên địa. Nhân gian vạn bảo lục bài danh thứ 8, vạn pháp liên đài. Đúng là cửu thiên tiên môn vân khuyết tự thần khí. Nếu như biết rõ Minh Vương Tông sẽ có hành động, Thục Sơn tự nhiên không có khả năng đối địa tạng chân thân không có ứng đối. Một phương hướng khác, tam tuyệt cốc này tòa núi nhỏ giống như hát sắc tổ ông cũng lại lần nữa xuất hiện, hai phe Minh Hữu trợ giúp ngay lập tức mà tới. Trước đó, Thục Sơn phái cùng cửu thiên tiên môn bên trong thiên vương tông nhất phái đi được thêm gần, nếu như gặp chuyện cầu trợ, kỳ thật trước hết nhất tìm đến nên là bọn hắn. Thế nhưng lần này đối phó Minh Vương Tông, Thục Sơn phái lúc trước liền cùng Tam Tuyệt Cốc cùng Vân Khuyết tự hợp tác qua, lại tìm cái này hai vị minh hữu hội càng thêm thuận tiện mở miệng. Hơn nữa so với thuần túy hỗ trợ, lần này cũng có thể coi như là lần trước vây quét bạch cốt điện kéo dài. Mà Minh Vương Tông công kích, cũng có thể giải thích ra nào đó trả thù nhân tố, dẫn lên hai người lo lắng. Không nói hoàn toàn hữu tình ra tay, tối thiểu có thể ít giao ra một ít đại giới. Tam tuyệt cốc trợ giúp kỳ thật đảo tại tiếp theo, trọng yếu nhất chính là Vân Khuyết tự ra tay. Bởi vì đều là Cửu Thiên Tiên môn, Vân Khuyết tự có nhân gian thần khí tọa trấn. Như vậy liền có chiến lực cùng địa tàng chân thân đối tiêu. Cái này rất trọng yếu. Pháp tướng trang nghiêm, kim quang sáng chói. Vân Hải hiện kim bằng. Chương 88: Thục Sơn Chi Linh sở lương giờ phút này vừa mới trở lại thông thiên phong, cùng Khương Nguyệt Bạch kề vai sát cánh sát nhập chiến đoàn bên trong, chẳng qua là tràn địa một phiến hỗn loạn, pháp khí, thần thông bay múa đầy trời, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện trùng sát, chẳng qua là từng bước một làm gì chắc đó mà đẩy mạnh. Tại mới đầu thời điểm, song phương còn có không ít thành kiến chế đội ngũ, thuộc sơn đệ tử kết thành kiếm trận, minh vương tông đệ tử kết thành hôn trận, lẫn nhau đụng nhau trùng kích. Thế nhưng mỗi lần lúc này, đều sẽ có khắp nơi cao thủ dẫn đầu sông trận. Đem đám người quấy đến thất linh bát lạc. Đánh được lâu, đại đa số đều là từng người tự chiến, nhiều nhất hai ba thành quần. Lúc trước đế nữ phượng tại này phiến chiến trường phía trên quả thực chính là vô địch tồn tại, nạn sát phạt vô cùng tam mùi chân hỏa đốt lên người đến dứt khoát lưu loát, tăng thêm hoàng linh huyết ngọc gia trì, vô cùng đơn giản nhất quyền nhất cước đều mang theo rừng rực bắn tung tóe tổn thương, có thể đơn giản ma diệt một phiến địch nhân chẳng qua là nàng bị lắc đi cứu sở lương đi, sau đó thẳng đến kiếm hạp phong, những cái kia ma môn tu giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên thuộc sơn chiếm cứ thượng phong, nhưng u minh bốn điện nhân số đông đảo, ngoại trừ đế nữ phượng cái loại này rõ ràng sông trận lợi khí, tu giả chi gian lẫn nhau sát thương cũng không có dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời còn là có thể rằng có một hồi. Có thể theo vân hải hiện ra kim bằng, phía chân trời bay tới phong sào, trong sân thế cục lập tức lại là biến đổi một tòa thuộc sơn lực lượng đã đấu tới như thế, vân khuyết tự cùng tam tuyệt cốc đại đội nhân mã vừa gia nhập chiến đoàn, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Thực tế kim bằng trên lưng, cái kia vạn pháp liên đài vén ra cánh hoa. Mỗi một phiến cánh hoa phía dưới đều mang theo một gã tăng lữ, những này tăng lữ bay thấp thời điểm, trên người đều mang theo thất sắc lưu ly sáng rọi, thần quan mờ mịt, vạn pháp lưu ly. Tương ứng Phật môn đạo kia tiên pháp vạn pháp lưu ly, chính là theo vạn pháp liên đại bên trong được đến. Do liên đại phía trên bay thấp mỗi một vị vân khuyết tự đệ tử, trên người đều mang theo vạn pháp lưu ly hiệu quả, có thể duy trì liên tục suốt một phút đồng hồ. Cái này còn thế nào đánh? Muốn biết rõ, nói bây giờ là chậm trễ, nhưng cả tràng đại chiến bắt đầu đến nay cũng liền một phút đồng hồ. Minh Vương Tông vốn liền không lấy thể phách sở trường, mà vân khuyết tự tăng lữ toàn bộ miễn dịch thần thông, vạn pháp bất xâm trong nháy mắt, tựa như thần binh trời giáng, đem một đám ma tu đánh cho chạy trối chết. Nhưng Phật môn thần thông tuy nhiên cường lực, lại khuyết thiếu vài phần sát phạt quyết đoán, phần lớn là thanh thế mênh mông cuồn cuộn, nhưng cảm địch còn không nhiều lắm. Chân chính hạ thủ hung ác, còn thuộc tam tuyệt cốc viện binh. Chỉ thấy theo cái kia hát sắc phong sao giống như pháp khí bên trong, một dạng bay ra một đám đông nghịch bóng dáng, này không phải người, rời tới gần mới phát hiện là một đại bồng hát sắc cổ trùng, những này cổ trùng chuyên môn tìm ma tu thôn phệ. Bám vào trên người liền bị rơi xuống, tự như địa giống như theo huyết nhục hướng vào phía trong mảnh liệt chui vào. Nếu là ba chỉ hai chỉ tự nhiên không có uy hiếp, nhưng là suốt một trời cổ trùng phản phất mây đen, trong nháy mắt nhượng vốn là bại không thành quân ma môn người tu hành nhóm càng thêm chật vật không chịu nổi. Hơi chút dừng một chút, mới có tam tuyệt cốc tu giả từ đó bay ra, cầm trong tay trường câu, loan đào các loại lập loại thanh quan binh khí đến đây thu hoạch, giơ tay chém xuống, tuyệt không có một chút do dự. Cái kia huyết quan bên trong không có chút nào chấn động băng lạnh ánh mắt. Thấy được thuộc sơn đệ tử đều từng đợt tắt lưu ởi, cái này quần tam tuyệt cốc tới hảo như một cái giết người như ngoé. Nhìn đi lên sau ma tu còn muốn hung hãn tàn nhẫn. Tại cửu thiên thập địa bên trong, tam tuyệt cốc xác thực là lấy vừa chính vừa tà trứ danh, hành sự phong cách tại một đám chính đạo tiên môn bên trong từ trước đến nay lộ ra không hợp nhau, cho nên ngầm bên trong không ít bị người trào phúng vì hắc đạo tông môn. Loại này người còn hảo là minh hữu. Sở lương thấy thế, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Phật môn huynh đệ nghĩa khí. Tam tuyệt cốc huynh đệ có thể dựa. Ta hát bạch hai đạo đều có nhân mạch. Ngươi minh vương tông lấy cái gì cùng ta đấu? hôm nay này nhất chiến liền nhượng các ngươi minh bạch một cái đạo lý, tu tiên tu không phải chém chém giết giết, tu chính là nhân tình lõi đời. Đương nhiên, dù là trên mặt đất chiến đấu lại đại bại thua thiệt, này nhất chiến cuối cùng kết cục vẫn phải là xem bầu trời thắng bại. Theo vạn pháp liên đài đến, địa tàn pháp thể khí thế cũng bị thật to bức lui, hiện tại trong vắt thanh thiên, một nửa là kim quang, một nửa là hát quang. Kim quang bên trong một tòa liên đài, ngoài trừ cho tất cả liên hoa phía dưới đệ tử gia tăng lưu ly pháp thể. Còn cho liên đài chủ tọa phía trên lão tăng gia tăng một đạo có thể so với pháp thiên tương địa thần thông, khiến cho hắn thân hình vô hạn tăng trưởng, một mực tăng tới ngồi ở liên đài phía trên phía trên không đột ngột, cùng đối diện địa tàng pháp thể so sánh với đều không lắm thua kém tình trạng. Đối mặt với như vậy cường địch, lão tăng chậm rãi phun ra một câu, quay đầu lại là bơ. Tiếng như lôi âm, âm âm tịch quyển thiên địa, tại tràng hầu như toàn bộ minh vương tông đệ tử trong nháy mắt đều trong lòng dân lên một cổ thoái ý tu vi thấp một chút thậm chí bắt đầu suy tư rời khỏi này bóng mờ phía dưới sinh hoạt như vậy quy ẩn nông thôn đối mặt với cái này liên đại áp bách địa tạng chân thân cũng lập tức làm ra ứng đối nó chậm rãi mở mắt ra oanh địa tạng mở mắt nhật nguyệt vô quan trong nháy mắt tây nam đại địa không hề có ánh mặt trời xuất hiện thiên địa toàn bộ hóa thành hắc sắc, hỗn mịt mờ bên trong chỉ có thể trông thấy thuộc sơn trên đỉnh, dâng lên nhất luân cực lớn hắc sắc thiên luân. Phản phất u minh theo địa tàng pháp thể mở mắt ra, đỉnh đầu xuất hiện nhất luân cực lớn hắc nhật, hắc nhật chiếu xạ phía dưới, tất cả minh vương tông đệ tử tu vi tăng vọt, thì huyết chiến ý tăng vọt. Trái lại chính là chính đạo đệ tử trong lòng nhau nhau sinh ra ghét cây ghét đắng. Sợ hãi, bi ai các loại mặt trái tâm tình đây vẫn chỉ là lan đến, cái kia hắc nhật đối diện vạn pháp liên đài, đột nhiên mà giấy lên hắc sắc hỏa diễm. Cái kia hắc hỏa như là phụ cốt chi thư giống như bám vào tại liên đài phía trên, lẽ tẻ mấy điểm hỏa tinh rơi tại trên mặt đất, nhất thời thiêu đốt lên tới, đem đốt cháy hết thảy hóa thành hư vô, vô luận như thế nào đều vô pháp dập tắt. Đúng là lực sát thương gần với tam mùi chân hỏa u minh chân hỏa, nếu như nói tam mùi chân hỏa là chí dương, cái kia u minh chân hỏa chính là chí âm mắt thấy bị hắc sắc biển lửa bao trùm, liên đài phía trên lão tăng chậm rãi đẩy ra hướng lên trời một chưởng. Hô! Hắn mảy may không quan tâm liên đài phía dưới đại hỏa, nhưng giống như cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương, cái này thế gian số một số hai làm cho người sợ hãi hỏa diễm, tại hắn nơi đây như không tồn tại giống như. Một chưởng này đẩy ra, bầu trời cái kia luân hắc nhật đột nhiên bắt đầu rung động lắc lư, bắt đầu hướng phía sau lui đi, thối lui địa phương bắt đầu vẫy xuống kim quang. Đầy trời kim quang bên trong xuất hiện một phiến cầu vòng giống như hào quang. Hai người đấu sức thời điểm, văn nguyên thượng nhân cũng không có nhàn rỗi. Đơn thuần một cái đệ bát cảnh hắn. Có lẽ khó mà địch. Chương 88, thuộc Sơn Chi Linh Sở lương giờ phút này vừa mới trở lại thông thiên phong, cùng Khương Nguyệt Bạch kề vai sát cánh sát nhập chiến đoàn bên trong, chẳng qua là tràn địa một phiến hỗn loạn, pháp khí, thần thông bay múa đầy trời, trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện trùng sát, chẳng qua là từng bước một làm gì chắc đó mà đẩy mạnh. Tại mới đầu thời điểm, song phương còn có không ít thành kiến chế đội ngũ, thuộc sơn đệ tử kết thành kiếm trận, minh vương tông đệ tử kết thành hồn trận, lẫn nhau đụng nhau trùng kích. Thế nhưng mỗi lần lúc này, đều sẽ có khắp nơi cao thủ dẫn đầu sông trận đem đám người quấy đến thất linh bát lạc. Đánh được lâu, đại đa số đều là từng người tự chiến, nhiều nhất hai ba thành quần. Lúc trước đế nữ phượng tại này phiến chiến trường phía trên quả thực chính là vô địch tồn tại, nàng sát phạt vô cùng tam mùi chân hỏa đốt lên người đến dứt khoát lưu loát, tăng thêm hoàng linh huyết ngọc gia trì, vô cùng đơn giản nhất quyền nhất cước đều mang theo rừng rực bắn tung tóe tổn thương, có thể đơn giản ma diệt một phiến địch nhân. Chẳng qua là nàng bị lắc đi cứu sở lương đi, sau đó thẳng đến kiếm hạp phong, những cái kia ma môn tu giả lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên thuộc sơn chiếm cứ thượng phong, nhưng u minh bốn điện nhân số đông đảo, ngoại trừ đế nữ phượng cái loại này rõ ràng sông trận lợi khí, tu giả chi gian lẫn nhau sát thương cũng không có dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời còn là có thể rằng có một hồi. Có thể theo vân hải hiện ra kim bằng, phía chân trời bay tới phong sào, trong sân thế cục lập tức lại là biến đổi một tòa thuộc sơn lực lượng đã đấu tới như thế, vân khuyết tự cùng tam tuyệt cốc đại đội nhân mã vừa gia nhập chiến đoàn, hiệu quả dựng sao thấy bóng. Thực tế kim bằng trên lưng, cái kia vạn pháp liên đài vén ra cánh hoa. Mỗi một phiến cánh hoa phía dưới đều mang theo một gã tăng lữ, những này tăng lữ bay thấp thời điểm, trên người đều mang theo thất sắc lưu ly sáng rọi, thần quan mờ mịt, vạn pháp lưu ly. Tương ứng Phật môn đạo kia tiên pháp vạn pháp lưu ly, chính là theo vạn pháp liên đại bên trong được đến. Do liên đại phía trên bay thấp mỗi một vị vân khuyết tự đệ tử, trên người đều mang theo vạn pháp lưu ly hiệu quả, có thể duy trì liên tục suốt một phút đồng hồ. Cái này còn thế nào đánh? Muốn biết rõ, nói bây giờ là chậm trễ, nhưng cả tràng đại chiến bắt đầu đến nay cũng liền một phút đồng hồ. Minh Vương Tông vốn liền không lấy thể phách sở trường, mà vân khuyết tự tăng lữ toàn bộ miễn dịch thần thông, vạn pháp bất xâm trong nháy mắt tựa như thần binh trời giáng đem một đám ma tu đánh cho chạy trối chết nhưng phật môn thần thông tuy nhiên cường lực lại khuyết thiếu vài phần sát phạt quyết đoán phần lớn là thanh thế mênh mông cuồng cuồng, nhưng cảm địch còn không nhiều lắm chân chính hạ thủ hung ác còn thuộc tam tuyệt cốc viện binh chỉ thấy theo cái kia hát sắc phong xào giống như pháp khí bên trong một dạng bay ra một đám đông nghịch bóng dáng này không phải người rời tới gần mới phát hiện là một đại bồng hát sắc cổ trùng những này cổ trùng chuyên môn tìm ma tu thôn phệ. Bám vào trên người liền bị rơi xuống, tự như địa giống như theo huyết nhục hướng vào phía trong mảnh liệt chui vào. Nếu là ba chỉ hai chỉ tự nhiên không có uy hiếp, nhưng là suốt một trời cổ trùng phản phất mây đen, trong nháy mắt nhượng vốn là bại không thành quân ma môn người tu hành nhóm càng thêm chật vật không chịu nổi. Hơi chút dừng một chút, mới có tam tuyệt cốc tu giả từ đó bay ra, cầm trong tay trường câu, loan đào các loại lập loại thanh quan binh khí đến đây thu hoạch giơ tay chém xuống tuyệt không có một chút do dự cái kia huyết quang bên trong không có chút nào chấn động băng lạnh ánh mắt thấy được thuộc sơn đệ tử đều từng đợt tắt lưu ởi cái này quần tam tuyệt cốc tới hảo như một cái giết người như ngoé nhìn đi lên sau ma tu còn muốn hung hãn tàn nhẫn tại cửu thiên thập địa bên trong tam tuyệt cốc xác thực là lấy vừa chính vừa tà trứ danh hành sự phong cách tại một đám chính đạo tiên môn bên trong từ trước đến nay lộ ra không hợp nhau, cho nên ngầm bên trong không ít bị người trào phúng vì hắc đạo tông môn. Loại này người còn hảo là minh hữu. Sở lương thấy thế, cũng không khỏi giơ ngón tay cái lên. Phật môn huynh đệ nghĩa khí. Tam tuyệt cốc huynh đệ có thể dựa. Ta hát bạch hai đạo đều có nhân mạch. Ngươi minh vương tông lấy cái gì cùng ta đấu? hôm nay này nhất chiến liền nhượng các ngươi minh bạch một cái đạo lý, tu tiên tu không phải chém chém giết giết, tu chính là nhân tình lõi đời. Đương nhiên, dù là trên mặt đất chiến đấu lại đại bại thua thiệt, này nhất chiến cuối cùng kết cục vẫn phải là xem bầu trời thắng bại. Theo vạn pháp liên đài đến, địa tàn pháp thể khí thế cũng bị thật to bức lui, hiện tại trong vắt thanh thiên, một nửa là kim quang, một nửa là hát quang. Kim quang bên trong một tòa liên đài, ngoài trừ cho tất cả liên hoa phía dưới đệ tử gia tăng lưu ly pháp thể. Còn cho liên đài chủ tọa phía trên lão tăng gia tăng một đạo có thể so với pháp thiên tương địa thần thông, khiến cho hắn thân hình vô hạn tăng trưởng, một mực tăng tới ngồi ở liên đài phía trên phía trên không đột ngột, cùng đối diện địa tàng pháp thể so sánh với đều không lắm thua kém tình trạng. Đối mặt với như vậy cường địch, lão tăng chậm rãi phun ra một câu, quay đầu lại là bơ. Tiếng như lôi âm, âm âm tịch quyển thiên địa, tại tràng hầu như toàn bộ minh vương tông đệ tử trong nháy mắt đều trong lòng dân lên một cổ thoái ý tu vi thấp một chút thậm chí bắt đầu suy tư rời khỏi này bóng mờ phía dưới sinh hoạt như vậy quy ẩn nông thôn đối mặt với cái này liên đại áp bách địa tàng chân thân cũng lập tức làm ra ứng đối nó chậm rãi mở mắt ra oanh địa tàng mở mắt nhật nguyệt vô quan trong nháy mắt tây nam đại địa không hề có ánh mặt trời xuất hiện thiên địa toàn bộ hóa thành hắc sắc, hỗn mịt mờ bên trong chỉ có thể trông thấy thuộc sơn trên đỉnh, dâng lên nhất luân cực lớn hắc sắc thiên luân. Phản phất u minh. Theo địa tàng pháp thể mở mắt ra, đỉnh đầu xuất hiện nhất luân cực lớn hắc nhật, hắc nhật chiếu xạ phía dưới, tất cả minh vương tông đệ tử tu vi tăng vọt, thì huyết chiến ý tăng vọt. Trái lại chính là chính đạo đệ tử trong lòng nhau nhau sinh ra ghét cây ghét đắng. Sợ hãi, bi ai các loại mặt trái tâm tình đây vẫn chỉ là lan đến, cái kia hắc nhật đối diện vạn pháp liên đài, đột nhiên mà giấy lên hắc sắc hỏa diễm. Cái kia hắc hỏa như là phụ cốt chi thư giống như bám vào tại liên đài phía trên, lẽ tẻ mấy điểm hỏa tinh rơi tại trên mặt đất, nhất thời thiêu đốt lên tới, đem đốt cháy hết thảy hóa thành hư vô, vô luận như thế nào đều vô pháp dập tắt. Đúng là lực sát thương gần với tam mùi chân hỏa u minh chân hỏa, nếu như nói tam mùi chân hỏa là chí dương, cái kia u minh chân hỏa chính là chí âm mắt thấy bị hắc sắc biển lửa bao trùm, liên đài phía trên lão tăng chậm rãi đẩy ra hướng lên trời một chưởng. Hô! Hắn mảy may không quan tâm liên đài phía dưới đại hỏa, nhưng giống như cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn thương, cái này thế gian số một số hai làm cho người sợ hãi hỏa diễm, tại hắn nơi đây như không tồn tại giống như. Một chưởng này đẩy ra, bầu trời cái kia luân hắc nhật đột nhiên bắt đầu rung động lắc lư, bắt đầu hướng phía sau lui đi, thối lui địa phương bắt đầu vẫy xuống kim quang. Đầy trời kim quang bên trong xuất hiện một phiến cầu vòng giống như hào quang. Hai người đấu sức thời điểm, văn nguyên thượng nhân cũng không có nhàn rỗi. Đơn thuần một cái đệ bát cảnh hắn. Có lẽ khó mà địch.